Ai, không tước đại đế than nhẹ một tiếng, đan nhi, nội tình võ đạo của ngươi, không phải là rất thâm hậu. Mặc dù ta giúp ngươi cải tạo căn cơ, ngươi cũng không thể quá cầu thành A. mươi 1373, đại đế cơ duyên 2. Đan nhi lại quật cường lắc đầu, bệ hạ, đan nhi không thể lười biếng, quê hương đã phá, người đan nhi để ý, đều không có tin tức. Đan nhi có thể nào bảo trì bình thản, không tước đại đế than nhẹ một tiếng, vạn tượng cương vực phá toái, việc này cũng không phải một sớm một chiều có thể vãn hồi. Ngươi không thương tiếc thân thể của mình như vậy, chờ ngươi chịu đựng đến ngày đó, chỉ sợ thân thể cũng suy sụp. Sau đó, không tước đại đế lại thêm một câu, ngươi cũng đừng quên, ngươi còn có niệm nhi, nghe được hai chữ, niệm nhi, này, thân thể mềm mại của đan nhi hơi nhoáng một cái. Bệ hạ, niệm nhi thế nào, ngài đã đáp ứng ta, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Yên tâm, niệm nhi rất tốt, ta đã để cho Đa Mai Minh Hoàng tự mình dạy bảo nàng, tin tưởng đợi một thời gian, nhất định sẽ trở thành một khỏa minh châu của khổng tước thánh sơn ta. Bệ hạ, người đối đãi ta ân trọng như núi, kiếp sau đan nhi làm châu làm ngựa, ổn thỏa hồi báo. Khổng tước đại đế tiêu sái cười cười, những lời này, liền có chút khách khí, hết thảy tự có duyên pháp, ta vân du bên ngoài, gặp phải mẹ con các người bị ác nhân bắt cóc, đây là duyên pháp sở định. Đan nhi nhẹ nhàng gật đầu, coi như là duyên pháp, bệ hạ từ thiện ân đức, Đan Nhi cũng cảm kích. Không nói trước những cái này, người phải nhớ kỹ, mọi thứ không thể nóng vội. Nếu như hết thảy đều có duyên pháp, người bây giờ muốn làm, chính là bình ổn tinh thần. Nhớ kỹ, người không suy nghĩ vì mình, cũng phải vì nữ nhi của ngươi suy nghĩ. Ta cả đời không có con cái, cùng ngươi vừa thấy hợp ý, giống như nhìn thấy nữ nhi của mình. Cũng không nguyện ý nhìn ngươi tra tấn mình như vậy. Đan Nhi gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Không tước đại đế thấy tâm tình của nàng xa sút cũng biết tâm kết của nàng còn không có mở ra, lập tức nói. Khổng tước thịnh hội lập tức bắt đầu, đan nhi, nhớ cái câu nói kia, duyên pháp vừa đến, hết thảy tự thành. Nói xong, khổng tước đại đế bồng bềnh đi ra ngoài. Đi ra trúc lâm, khổng tước đại đế mới than nhẹ một tiếng, trầm thấp lắc đầu. hữu tình đều nhiệt, không người không oan, đan nhi này, cũng là nữ oa trí tình trí nghĩa a lại cứ quật cường như vậy. Cũng không biết vạn tượng cương vực kia, đến cùng nam tử nào, lại có thể để cho nàng mấy năm không quên càng lún càng sâu như vậy khổng tước đại đế lắc đầu lại không có miễn cưỡng đi qua hỏi chuyện này hắn biết đan nhi đối với mấy sự tình này không đề cập đến một chữ chính là không muốn ngoại nhân tham gia lấy thủ đoạn của khổng tước đại đế nếu như muốn suy tính điều tra một chút hoàn toàn có thể điều tra ra được thế nhưng mà khổng tước đại đế cũng không phải loại người sinh sự từ việc không đâu kia nếu như đan nhi không nguyện ý vậy cũng chỉ có thể để cho chính nàng chậm rãi mở ra khúc mắc cưỡng ép can thiệp chỉ sợ biến khéo thành vụng chỉ là ngấm lại vạn tượng cương vực đã phá toái người đan nhi tưởng nhớ trong nội tâm kia chỉ sợ hơn phân nửa đã vẫn lạc nghĩ tới đây khổng tước đại đế cũng nhẹ nhàng lắc đầu cười khổ một tiếng chẳng lẽ ta già thật rồi sao càng già càng mềm lòng khổng tước đại đế tự diếu cười cười thân ảnh nhoáng một cái đã tiêu thất ngay tại chỗ khổng tước thịnh hội ở mọi người chờ mong, rốt cục bắt đầu. Tất cả tân khách đều ở vị trí của mình, nghiêm nghị đối đãi. Tổ chức Khổng Tước Thịnh Hội là một chỗ thánh địa của Khổng Tước Thánh Sơn, bốn phía đẹp và tĩnh mịch, bên cạnh có Khổng Tước Liền Trì, bên cạnh đều là Khổng Tước Thúy Trúc, kỳ hoa dị thảo, thật như tiên cảnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào một chỗ. Bởi vì Khổng Tước Đại Đế sắp cùng Tứ Đại Hoàng giả đi ra. Ở dưới vạn chúng chú mục, Khổng Tước Đại Đế mang theo Tứ Đại Hoàng giả bước ra mục quang của giang trần ngưng tụ hôm nay cách ăn mặc của khổng tước đại đế vậy mà cùng thời điểm thấy hắn giống như đúc hiển lộ cực kỳ tùy ý khổng tước đại đế vừa xuất hiện tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đứng lên từng cái một thần thái cung kính đồng thời thi lễ nói bái kiến bệ hạ ha ha mọi người không cần đa lễ khổng tước đại đế hai tay bãi xuống cười nói đây không phải nơi long trọng gì mọi người tùy ý một chút nhìn thấy nụ cười trên mặt khổng tước đại đế tâm tình của mọi người đều đi theo tốt lên rất nhiều hiển nhiên những người này tới tham gia thịnh hội cũng muốn nhìn xem khổng tước đại đế bệ hạ đến cùng có từ trong tang đổ thống khổ đi ra hay không hiện giờ xem ra hẳn là đi ra bóng mờ chư vị lần này gọi mọi người tới một là muốn cùng mọi người nói một ít việc gần đây thứ hai cũng là muốn nhìn xem lưu ly vương tháp hội sắp đến các ngươi đều chuẩn bị như thế nào ngữ khí của khổng tước đại đế rất vị ý trước đứng ở trên người bàn long phiệt chủ bàn long phiệt người nói trước đi bàn long phiệt chủ vội vàng đứng dậy đem một ít tình huống gần nhất nói ra cũng long trọng giới thiệu mấy thiên tài bàn long phiệt một chút sau khi nói xong lại chỉ chỉ giang trần đây là chân đan vương vì ra khách khanh đan vương cũng là nhân vật bệ hạ muốn mời không tước đại đế mỉm cười mục quang trông lại giang trần giang trần thong thả ôm quyền nói bái kiến bệ hạ không cần đa lễ ngày gần đây lưu ly vương thành phong vân tế hội trần đan vương coi như là nhân vật phong vân vì bàn long phiệt, vì vi ra, lập xuống công lao hiển hách. Bổn đế nghe nói, người là truyền nhân quỷ đan lưu. Đây là đối đáp trên tình cảnh, Giang Trần tự nhiên biết, mỉm cười gật đầu. Vãn bối đan đạo học vô cùng tạp, thế nhưng ở quỷ đan lưu, đích xác chìm đắm nhiều năm. Khổng tước đại đế gật gật đầu, rất tốt, không tước thánh sơn ta đan vương rất nhiều, thế nhưng ở lĩnh vực quỷ đan lưu này, lại không có mấy thành quả. Nếu như có thể luận bàn lẫn nhau, cũng là không tệ. Ngày sau, Trần Đan Vương có thể vì thời tới Khổng Tước Thánh Sơn ngồi một chút. Đa tạ ý tốt của bệ hạ, Giang Trần mỉm cười cảm ơn. Khổng Tước Đại Đế gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, mà ánh mắt nhìn đại phiệt khác, những đại phiệt này, nhất nhất hồi báo một phen. Khổng Tước Đại Đế nghe xong báo cáo, cười nói, mọi người nỗ lực, bổn đế đã thấy được, lần này, ta triệu tập những thiên tài tuổi trẻ đến, chính là có một cơ duyên, muốn ban cho những người tuổi trẻ này. Chỉ là, cơ duyên có hạn, cần phải có phúc duyên tài năng đạt được. Cho nên lần này, bổn đế làm một ít an bài, không biết thiên tài các phiệt, có nguyện tiếp nhận bổn đế khảo nghiệm hay không. Cơ duyên, khảo nghiệm, những thiên tài tuổi trẻ kia, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Đại đế ban thưởng cơ duyên, này là cơ hội ngàn năm một thuở A. Giang Trần ngồi ở trên vị trí, biểu lộ như thường. Chỉ là, hắn ẩn ẩn cảm giác được, thời điểm không tước đại đế nói ra lời này, cũng hướng hắn quăng ra một ánh mắt cổ vũ, chương 1374, khảo hạch bắt đầu một. Trong nội tâm Giang Trần Hồ Nghi, khổng thức bệ hạ cử động lần này có ý gì? Chẳng lẽ là muốn ta cùng những đệ tử đại phiệt này, cùng một chỗ tiếp nhận khảo hạch sao? Cơ tam công tử ở bên người Giang Trần, thọt Giang Trần một cái, truyền âm nói. Huynh đệ, vừa rồi ta giống như cảm thấy khổng tước đại đế đang nhìn ta a à. Ngươi có lưu ý đến không? Giang Trần im lặng, thằng này thật đúng là đủ tự kỷ a à. Bất quá Giang Trần sẽ không vạch Trần, thấy vẻ mặt cơ tam công tử cao hứng bừng bừng, cũng không đành lòng đi bóc trần tưởng tượng của hắn. Dù sao, một nam nhân vừa mới thất tình, trên sự nghiệp lại bị đả kích một trận, vậy thì quá tàn nhẫn. Chư vị, bệ hạ mở miệng, cơ hội tốt như vậy. Mọi người cần phải quý trọng A, à, tất cả phiệt chủ đều đại hỉ, quay đầu đối với đệ tử nhà mình nói. Không bao lâu, đám người trẻ tuổi đều cực kỳ hưng phấn, kích động. Lần này người trẻ tuổi được mời, kể cả Giang Trần ở bên trong, khoảng chừng 18 đều là đỉnh cấp thiên tài trong gia tộc mình. Bệ hạ có nhã hứng này, chư phiệt chúng ta, tự nhiên là vô cùng cảm kích. Bàn Long phiệt chủ cười hắc hắc nói, ta có một yêu cầu quá đáng, vị chân đan vương này, cũng là kỳ tài ngút trời. Không biết bệ hạ khảo hạch, có tính hắn một phần ở bên trong hay không? Khổng thức đại đế cười ha ha, bổn đế đã mời, tự nhiên đối xử như nhau. Đan vương, người trẻ tuổi các phiệt khác, đều nhao nhao nhìn qua giang trần. Hiển nhiên, tất cả mọi người cảm thấy có chút bất ngờ, người một thiên tài đan đạo, xem náo nhiệt làm gì. Bệ hạ muốn khảo hạch, nhất định là thiên phú võ đạo. Người một thiên tài đan đạo, căn bản không có sân khấu để người phát huy nha. Tới tham gia, đây không phải là tự dước lấy nhục sao. Ánh mắt những người này, mặc dù không có hùng hổ dọa người. Nhưng loại bài xích cùng hoài nghi kia, lại không thể che hết. Giang Trần vốn không quá quan tâm, nhưng bị những ánh mắt này gây hấn, lòng hắn ngược lại khó chịu rồi lập tức ôm quyền nói đa tạ bệ hạ thành toàn lời này ý tứ hiển nhiên là đáp ứng tham gia khổng tước đại đế cười ha ha thấy giang trần đáp ứng tham gia trong nội tâm vậy mà không hề có lý do thở dài một hơi hiển nhiên lúc trước hắn vẫn còn có chút lo lắng loại tâm tình này phát sinh ở trên người khổng tước đại đế nếu khiến người khác biết rõ chỉ sợ sẽ chấn kinh rất cằm thấy giang trần vậy mà thật sự muốn tham gia truyền nhân mấy việc khác trong nội tâm có chút mất hứng Hiển nhiên, bọn hắn đối với một đan vương của cửu cấp thế gia, được đãi ngộ cao thượng bực này, trong nội tâm bao nhiêu cũng có chút không phục. Dù sao, đệ tử của cửu cấp thế gia là không có tư cách tham dự, người một đan vương khách khanh của cửu cấp thế gia, sao không suy nghĩ thân phận của mình thoáng một phát. Dù bệ hạ khai sáng, người cũng nên thức thời một chút, tự động buông tha mới phải. Vậy mà theo cột hướng lên trên bò, cái này cũng quá không biết điều rồi. Có mấy đệ tử đại phía tính cách hẹp hòi, trong lòng đã tính toán, đến lúc đó như thế nào cho chân đan vương này một hạ mã uy. Cũng cho hắn biết, địa bàn của thiên tài võ đạo, đan đạo không cần tùy tùy tiện tiện lẫn vào. Đều chuẩn bị xong chưa? Vân Trung Minh Hoàng cất cao giọng nói, chuẩn bị tốt thì đều xuất hiện đi, tất cả thiên tài, cả đám đều phía sau tiếp trước đi ra ngoài. Hướng bên Vân Trung Minh Hoàng tập hợp qua, Giang Trần cũng không nhanh không chậm, ở dưới cơ tam công tử lôi túm, đi tới trong đám người. Tiến vào đám người Giang Trần liền chứng kiến mấy đệ tử đại phiệt, trên mặt treo một tia đùa cợt không che giấu, nhìn về phía trên hiển nhiên đối với Giang Trần có chút địch ý. Loại địch ý nhàm chán này, Giang Trần sớm đã quen. Tùy ý cười cười, nhưng lại mặc kệ, thái độ của hắn như vậy, ở đối phương xem ra, là một loại khinh miệt cao điệu. Miêu tắc kia cười lạnh nói, cơ lão tam, ngươi thật sự là càng lăn lộn càng đi trở về a. Cùng đan vương khách khanh của cửu cấp thế gia, cũng có thể đánh ra lửa nóng hai tên này vẫn là tình địch lẫn nhau tự nhiên đối chọi gay gắt cơ tam công tử khinh miệt cười cười miêu bàn tử người cảm thấy người có tư cách ở trước mặt bổn công tử thuyết giáo sao miêu tác đang muốn mở miệng lại phát hiện vân trung minh hoàng đang theo dõi hắn thân hình hùng tráng xoay mình sắc mặt xám ngoét không dám nói nửa câu chứng kiến khổng tước liên trì kia không vân trung minh hoàng chỉ khổng tước liên trì phía trước liếc cơ hồ là trông không đến bờ mỗi người các ngươi đều có một mảnh lá sen dựa vào lá sen này, các người phải đến bỉ ngạn khổng tước liên trì. Bỉ ngạn có thiên tôn khổng tước đồ, các người muốn làm là quan tưởng thiên tôn khổng tước đồ này. Ở trong thiên tôn khổng tước đồ này, có cơ duyên mà khổng tước bệ hạ ban thưởng. Có thể đạt được hay không, phải xem tạo hóa của các ngươi. Đương nhiên, các người phải nhớ kỹ, các người có thể đến trước thiên tôn khổng tước đồ kia không, đó cũng là một vấn đề. Ở trong đó, chỉ ít có ba cửa ải khảo nghiệm. Ba cửa ải khảo nghiệm qua ba cửa ải khảo nghiệm mới có thể đến trước khổng tước đồ quan tưởng khổng tước đồ mới có cơ hội lấy được cơ duyên của khổng tước đại đế không thể không nói cái này độ khó vẫn tương đối lớn nhưng giang trần lại bất động thanh sắc đứng ở trong đám người con mắt hơi khép hờ phảng phất như nhập định đối với các loại phản ứng chung quanh cũng coi như không thấy huynh đệ cơ tam công tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi vững vàng giang trần chỉ có hai chữ cơ tam công tử khẽ giật mình lập tức nghĩ đến cái gì, trong nội tâm cả kinh, cũng ổn định tâm thần. Hai chữ kia của Giang Trần, tựa như chuông lớn, gõ vang ở trong lòng hắn. Hắn phát hiện, từ khi mình tiến vào khổng tước Thánh Sơn, vẫn luôn có loại tâm tính lâng lâng, loại tâm tính này, cho tới bây giờ, cũng còn không có ổn xuống. Dùng tâm tính như vậy, như thế nào đi đối mặt cạnh tranh? Có mấy đệ tử Đại Phiệt, nhìn thấy Giang Trần như vậy, lại lơ đánh, cảm thấy chân đan vương này thực là ưa thích giả thần giả quỷ một thiên tài đan đạo, ở loại trường hợp này, người trang, có thể đi xa sao. Vân Trung Minh Hoàng kia, đối với Giang Trần tựa hồ có hứng thú rất lớn, ánh mắt đảo qua Giang Trần, lộ ra một tia hân thưởng. Không nói trước thiên phú võ đạo của người này như thế nào, ít nhất công phu hàm dưỡng của người trẻ tuổi kia, tuyệt đối không tầm thường. Cũng không phải người tuổi trẻ ở chỗ này có thể so sánh, nói vững vàng liền có thể vững vàng. Đối mặt loại không khí cạnh tranh này, đối mặt người cạnh tranh khác khiêu khích, các loại ngôn ngữ khiêu khích, có thể làm được mắt điếc tai ngơ, không nhìn không ngó, tuyệt đối không nhiều lắm. Dù sao, người trẻ tuổi đều nóng tính, tu hành võ đạo, các loại cảm xúc mặt trái đều là ngọn nguồn tâm ma của võ giả. Tham lam, ghen ghét, ngạo mạn, nộ khí, nhất là những cảm xúc mặt trái này, càng là trở ngại cho võ giả tu luyện. Nhiều khi, đại đa số võ giả chính là ngã xuống trước tâm tình của mình. Chương 1375, khảo hạch bắt đầu hai bởi vì, chiến thắng gông cùng xiềng xích võ đạo dễ dàng, muốn chiến thắng tâm ma, độ khó lại rất lớn. Mà chân đan vương trước mắt, lại làm cho Vân Trung Minh Hoàng cảm thấy, người trẻ tuổi này, tu vi cảnh giới võ đạo không phải quá cao, nhưng cảnh giới thần thức lại không bại bất luận người nào ở đây. Vân Trung Minh Hoàng vung tay lên, mặt nước bắt đầu khởi động, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện 18 lá sen, rơi vào trên khổng tước liên trì. Chư vị, cái này chính là thuyền để các ngươi đi bỉ ngạn. Nhớ kỹ, không nên coi nơi đây là một hồ nước bình thường ở chỗ này tu vi các người mạnh yếu thực lực cao thấp trí tuệ cao thấp đều thể hiện ra vô cùng tinh tế không có cười đến cuối cùng đều không nhất định là người thắng vân trung minh hoàng nói xong hạ lệnh lên đường đi huynh đệ cố gắng lên cơ tam công tử nhảy lên một mảnh lá sen trong đó giang trần gật gật đầu cũng nhảy lên một mảnh lá sen chờ giang trần nhảy lên lá sen xem xét bốn phía lại phát hiện những người dự thi khác đã hoàn toàn không thấy rồi. Mà chuyển biến thành là một mặt nước trắng xóa, Giang Trần không có lo được lo mất, quan sát một lát, liền thúc dục chân nguyên, thôi động lá sen kia từ từ mà đi, cũng không có truy cầu tốc độ. Vân Trung Minh Hoàng nói, Giang Trần không dám coi như gió bên tai. Nhất là một câu cuối cùng, không có cười đến cuối cùng, đều không nhất định là người thắng, những lời này hiển nhiên là có nội hàm. Nói cách khác, người cười đến cuối cùng mới là người thắng. Như vậy ngay từ đầu truy cầu tốc độ quá phận, chưa hẳn là một chuyện tốt. Nhất là ven đường phải gặp được ba trở ngại, Giang Trần triển khai thiên mục thần đồng, dò xét bốn phía. Tuy Vân Trung Minh Hoàng không minh xác nói có nhân tố nguy hiểm gì không, nhưng mà coi chừng một ít luôn tốt. Đi ước chừng một phút đồng hồ, bỗng nhiên trong nội tâm Giang Trần khẽ động, đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước thành từng mảnh nước chảy màu trắng, như một đầu thiết tỏa hoành giang, xinh xinh ngăn cách liên trì, ngăn chặn đường đi của hắn. Cái này là cửa thứ nhất sao? Giang Trần giảm bớt tốc độ, nhìn kỹ một lát, liền biết rõ đây là một trận pháp ngăn cách. Trận pháp này cũng không quá phức tạp, thuần túy là dùng thủy thuộc tính chế tạo tầng tầng điệp sóng, phong tỏa hư không. Nếu như sông không ra đạo phong tỏa này, vậy thì không cách nào tiến lên. Hết thảy là đơn giản như vậy. Giang Trần không có dừng lại, trong tay nhoáng một cái, lại nhiều ra một vật. Rõ ràng là phá nguyệt trùy lúc trước sau khi giết Tào Tấn, từ chỗ Tào Tấn lấy được. Thứ này, quả thực là vì cửa ải này định chế. Phá nguyệt trùy, chính là thần vật phá trận. Lúc trước Tào Tấn dùng phá nguyệt trùy này, cùng mấy đồng môn dùng thần thông phá trận, phá vỡ trận pháp bên ngoài huyễn Ba Sơn. Bởi vậy có thể thấy được, phá nguyệt trùy này khoa trương đến cỡ nào. Giang Trần không phải loại người cổ hủ, tế lên phá nguyệt trùy, hung hăng vẽ một cái, một đạo hào quang giống như ánh trăng, bắn về phía điệp sóng trùng trùng điệp điệp kia. Liên tục 7-8 lần, hào quang giống như ánh trăng kia đan vào cùng một chỗ, ầm ầm phá điệp sóng ra một khe hở. Một khi điệp sóng kia vỡ ra một khe hở, kết cấu trong trận pháp lập tức tan rã, ầm ầm nghiền nát, hóa thành vô số bọt nước, toàn bộ giải tán. Nhất thời, nước gợn khởi động, một lát sau, lại khôi phục bình tĩnh. Giang Trần qua cửa thứ nhất, cũng không dừng lại, thúc giục lá sen, hướng phía trước tiếp tục xuất phát. Cửa thứ nhất này, qua so với bất luận kẻ nào còn nhẹ nhõm. Thông qua cửa thứ nhất, cửa sau sẽ là cái gì? Tuy Giang Trần đã qua cửa thứ nhất, lại không có đắc ý quên hình. Độ khó cửa thứ nhất, tuy không tính đặc biệt lớn, nhưng nếu như không có phá nguyệt trùy, muốn phá cửa ải này, còn phải cần rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Xem ra lần này, không tước đại đế bệ hạ là động thật. Giang Trần không khỏi đối với khảo hạch này, nhiều thêm vài phần hào hứng. Tuy hắn có rất nhiều thứ tốt, nhưng mà đồ tốt cho tới bây giờ ai chê ít ha. Tiếp tục đi tới, Giang Trần lưu ý bốn phía thoáng một phát, chung quanh còn không có chứng kiến bất kỳ đệ tử đại Việt nào. Xem ra, khổng tước liền trì này chỉnh thể chính là một đại trận pháp hơn nữa trong đại trận pháp còn có tiểu trận pháp có thể ngăn cách tất cả mọi người ra giang trần đối với trận pháp cũng có nghiên cứu tự nhiên nhìn ra được một ít dấu vết để lại đang lúc tiến lên chợt nghe phía trước có tiếng vang ầm ầm dõi mắt nhìn lại chỉ thấy mặt nước phía trước vậy mà chính giữa tách ra một lối đi sóng nước hai bên khoảng chừng mấy trăm thước như là hai màn tường nước bắt đầu phong tỏa thông đạo mà ở giữa thông đạo lại có vô số vòng xoáy không ngừng cuốn động hơn nữa hai bên màn nước kia thỉnh thoảng còn bắn ra từng đạo hào quang hiển nhiên là lực lượng công kích rất mạnh giang trần sờ lên mũi thầm nghĩ chẳng lẽ cửa ải này là muốn từ trong thông đạo kia đi qua giang trần cẩn thận quan sát thoáng một phát những vòng xoáy kia phi thường dày đặc nếu như mình điều khiển không tốt hoặc là bị vòng xoáy kia kéo thì có thể bị cuốn vào trong vòng xoáy vòng xoáy này là một khảo nghiệm mà màn nước hai bên bắn ra hào quang dày đặc đó cũng là khảo nghiệm. Nếu như bị hào quang đánh trúng, thì có thể bị vòng xoáy phía dưới trực tiếp cuốn đi. Tuy Giang Trần không biết quy tắc cụ thể, nhưng nếu như bị vòng xoáy cuốn đi, khẳng định chẳng khác nào không có thông qua khảo hạch. Giang Trần không muốn đẩy bụi đất rời đi như vậy, quan sát chốc lát, tuy không có tổng kết ra quy luật gì, nhưng ít ra đã biết rõ, dùng tần suất của vòng xoáy này, có lẽ mình vẫn có thể thong dòng ứng đối. Chỉ là hào quang kia, xuất hiện không có bất kỳ quy luật, khi thì nhanh, khi thì chậm căn bản không có quy luật lần theo. Duy nhất phán đoán là dựa vào bản năng tránh né. Đúng vậy, tốc độ này cực nhanh, đã vượt qua tốc độ nhãn lực có thể phán đoán. Chỉ có thể dựa vào bản năng võ giả. Cũng may, bản năng của Giang Trần cũng không kém. Giang Trần không hề do dự, thúc giục lá sen, trực tiếp cuốn vào trong thông đạo. Vừa tiến vào lối đi kia, liền cảm giác được vòng xoáy bốn phía không ngừng đè ép. Tuy Giang Trần tránh rất cẩn thận, không đến mức bị vòng xoáy kia cuốn vào nhưng mà lực lượng vòng xoáy kia lại ảnh hưởng quỹ tích lá sen của hắn vận hành bởi vậy liên ảnh hưởng tới tốc độ tiến lên của giang trần giang trần biết độ khó của cửa ải này không nhỏ bất quá hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn không ngừng vượt qua những vòng xoáy kia mặc dù tốc độ có giảm bớt nhưng cũng không quá chậm hắn biết rõ nếu như quá chậm tốc độ những hào quang kia tiêu xạ cũng đủ hắn ăn đủ phải nắm giữ tốt tốc độ nắm giữ tốt tiết tấu để không đến mức bị hào quang kia đánh trúng lại không bị vòng xoáy phía dưới cuốn đi. Cái thông đạo này rất dài, Giang Trần đi gần nửa canh giờ, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng vẫn cảm giác không có đến cuối cùng. Chương 1376, liền qua ba cửa ải. A à, ải, trong lòng Giang Trần cũng có chút kinh ngạc, sao độ khó cửa thứ hai này thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. Bên khổng tước đại đế, tất cả mọi người ngồi ở chỗ kia, thế nhưng ai cũng vô tâm nhấm nháp rượu ngon, tâm tư đã bay tới trong khổng tước liên trì rồi. Chỉ tiếc, bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào bọn hắn căn bản nhìn không tới chỉ có biểu lộ của khổng tước đại đế một mực treo nụ cười lạnh nhạt cho người cảm giác thâm bất khả chắc ngay thời điểm giang trần qua cửa thứ nhất hắn liền nhận được vân trung minh hoàng báo cáo người đầu tiên thông qua cửa thứ nhất dĩ nhiên là giang trần khổng tước đại đế một chút cũng không ngoài ý muốn âm thầm thông chi vân trung minh hoàng cho cửa thứ hai của giang trần gia tăng năm thành độ khó giang trần mơ mơ màng màng nào biết đâu rằng hiện tại độ khó hắn qua cửa thứ hai, trọn vẹn là 1,5 lần người khác. Nói cách khác, độ khó của người khác là một vậy hắn là 1,5. Trước mặt, hào quang điên cuồng bắn tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, tần suất càng ngày càng cao. Mặc dù là giang trần, cũng không khỏi có chút cố hết sức. Cửa ải này, độ khó vốn là dùng để khảo hạch thiên tài nửa bước hoàng cảnh. Bây giờ Giang Trần là thánh cảnh ngũ trọng, hơn nữa độ khó lại cao hơn người khác năm thành. Bởi vậy, độ khó của hắn cơ hồ là tương đương với khảo hạch hoàng cảnh sơ giai hắn không tốn sức mới là lạ đột nhiên giang trần linh cơ khẽ động nghĩ đến một vật trong nội tâm vui vẻ trong tay trào một cái phi vũ kính nơi tay hào quang kia bắn tới phi vũ kính của giang trần cũng đồng thời ra tay phi vũ kính vừa bắn ra tốc độ của hào quang lập tức chậm một nửa giang trần đại hỉ lập tức tăng thêm tốc độ phi vũ kính một đường thế như trẻ tre đã có phi vũ kính hỗ trợ con đường của cửa thứ hai này liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Giang Trần liên tục đột phá, rốt cục phía trước lóe lên bạch quang, màn nước hai bên ầm ẩm, ẩm sụp đổ, ầm ầm như là địa chấn, mặt nước biên cuồng khởi động. Thân hình Giang Trần rốt cục thoát khỏi cửa thứ hai, đi tới thủy vực bình tĩnh. Trong nội tâm Giang Trần buông lỏng, thu lại phi vũ kính. Cửa ải này thật không dễ dàng a. À. Nếu như không có phi vũ kính, có thể thông qua đoạn đường cuối cùng hay không, thật đúng là không biết bao nhiêu. Cái độ khó này quả thực là khoa trương. Khảo hạch cấp bậc này, những đệ tử đại phiệt kia thật có thể thông qua. Giang Trần ôm thái độ hoài nghi, không phải hắn xem thường những đệ tử đại phiệt kia, nhưng nếu như khó khăn như vậy, Giang Trần hoài nghi, coi như là cơ tam công tử nửa bước hoàn cảnh, chỉ sợ tối đa chỉ có ba thành hy vọng thông qua. Về phần những người khác, Giang Trần cảm thấy, bọn hắn ngay cả một thành hy vọng cũng không có. Đã qua cửa thứ hai, Giang Trần tiếp tục đi tới. Bệ hạ, cửa thứ hai, vẫn là chân đan vương kia thông qua đầu tiên. Thanh âm của Vân Trung Minh Hoàng truyền đến, a à, ngươi chưa bỏ thêm độ khó cho hắn. Khổng tước đại đế truyền âm nói, bỏ thêm, bất quá, về sau không biết hắn thông qua biện pháp gì, vậy mà tốc độ hành trình nhanh hơn, xông ra trận pháp. Sự tình trong trận pháp, mặc dù là Vân Trung Minh Hoàng một mực giám thị, cũng nhìn không tới. Hắn chỉ là giám thị bên ngoài trận pháp mà thôi, cho nên, hắn cũng không biết Giang Trần thông qua biện pháp gì, vậy mà có thể đi nhanh hơn dù sao độ khó phần sau là càng lớn hơn nữa độ khó cửa ải của giang trần so với những người khác cao hơn năm thành dù vậy vẫn là người thứ nhất thông qua cái này không khỏi có chút biến thái rồi tiểu tử này quả nhiên là thú vị khổng tước đại đế nghĩ chỉ chốc lát cũng nở nụ cười vân trung cửa thứ ba đừng có trở ngại hắn nữa thiên tài tuy phải ma luyện nhưng chúng ta không thể can thiệp quá nhiều vâng vân trung minh hoàng phụng mệnh nói Cửa thứ ba, Giang Trần rất nhanh liền đánh lên, hơn nữa, là ở dưới tình huống không hề báo trước, một đầu đụng phải. Mặt nước bốn phía phẳng phất gầm hết, tất cả thủy quái, điên cuồng từ dưới đất tuôn ra. Những thủy quái này, hiển nhiên đều là sinh linh dưới khổng tước liền trì. Hơn nữa, những sinh linh này, mỗi một con đều vô cùng dữ tợn, vô cùng hung tàn. Bất luận con nào, đều có tu vi tương đương với cường giả thiên thánh cảnh, mạnh mẽ càng có nửa bước hoàng cảnh. Giang Trần khẽ đếm, Vậy mà có khoảng chừng 9 con. Hơn nữa, 9 đầu thủy quái này sắp xếp, hiển nhiên là trải qua an bài tỉ mỉ, vậy mà phân bố phi thường hợp lý, không bàn mà hợp trận pháp chi đạo. Mặc kệ Giang Trần tiến vào từ cửa nào, đều bị công kích. Hơn nữa, đều có thể bị cả bầy công kích, chẳng lẽ lại phải vận dụng phi vô kính. Nội tâm của Giang Trần cười khổ, nếu như lúc bình thường, Giang Trần có đầy đủ phương pháp xử lý chúng, nhưng mà trong nước, không biết tình huống dưới nước như thế nào. Giang Trần không muốn cùng chúng dây dưa. Dù sao, khảo hạch này chỉ cầu thông qua, lại chưa nói phải giết những quái vật này. Giang Trần đang muốn vận dụng phi vũ kính, bỗng nhiên trong thần thức truyền đến một hồi quát mắng. Đô đơn, chỉ là thủy quái, sao đủ gây sợ hãi. Ta đưa cho ngươi long tinh, chẳng lẽ là bài trí sao? Thanh âm này đến cực kỳ đột nhiên, Giang Trần nghe xong, lại đại hỉ. Long tinh, sau khi long tiểu huyền đột phá đưa tặng long tinh, bên trong nó ẩn chứa long uy cực kỳ đậm đặc, một khi thúc giục Long Uy, chỉ là thủy quái, làm sao đủ gây sợ hãi. Trong lòng Giang Trần mừng rỡ, truyền âm nói, Long Huynh, Long Tinh thì miễn đi, còn không bằng người tự mình tản mát ra Long Uy, uy áp càng lớn, để chúng nó thức thời xéo đi. Long Tiểu Huyền hừ nhẹ một tiếng, lại không trả lời. Giang Trần rất hiểu rõ tính cách của Long Tiểu Huyền, hắn không phản đối, cái kia chính là đồng ý. Lập tức cười hắc hắc, thúc giục lá sen, chẳng những không có đình trệ, ngược lại ra tốc vào tới phía trước. Ngay trong nháy mắt này, Long Tiểu Huyền đột nhiên phóng xuất ra Long uy, bám vào quanh thân Giang Trần. Trong chốc lát, thân hình Giang Trần tựa như một đầu thái cổ thần long, tràn đầy thần uy long tộc. Thần uy long tộc cũng không phải là dùng để dọa người. Long uy không đơn thuần là dựa vào uy phong dọa người. Trong long uy ẩn chứa thần thức công kích rất mạnh, đối với sinh linh khác mà nói, đều tồn tại lực uy hiếp thật lớn. Tình huống nghiêm trọng, Long uy khẽ động, rất nhiều sinh linh sẽ trực tiếp sợ tới mức can đảm đều nứt thần hồn nứt vỡ mà chết. Bất quá, những thủy quái này, cấp bậc hiển nhiên không thấp. Tuy bị Long Uy chấn động, nhưng cũng không đến mức diệt vong tại chỗ. Thế nhưng mà, trong nháy mắt này, loại sợ hãi cùng bất an trong mắt chúng, là như thế nào cũng không che giấu được. Chỉ một chút thất thần, Giang Trần đã nhắm chúng khe hở, đột nhiên lao qua. Mặc dù Giang Trần đã qua, nhưng dư uy cũng làm cho chín đầu thủy quái kia không ngừng gào thét, gầm nhẹ không thôi. Tiếng gầm này, đã có phẫn nộ, lại không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. chương 1377, ngàn tôn khổng tước một. Mặc dù là thủy quái, đối mặt Long Uy, đối mặt uy nghiêm của thái cổ Long tộc, bản năng chúng sợ hãi là không cách nào khắc chế. Chờ mắt nhìn Giang Trần ly khai, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Giang Trần tuyệt đối không nghĩ tới, vốn tưởng rằng phải khổ chiến một phen, nhưng lại dùng loại phương thức gần như tản bộ này thông qua. Long Huynh, uy nghiêm Long tộc, quả nhiên rất cao minh. Giang Trần tán thưởng, Long Tiểu Huyền dầm gì, cũng không biết nói thầm cái gì, nhưng Giang Trần rõ ràng có thể cảm giác được, thằng này tuyệt đối là đang dương dương tự đắc. Bất quá, cửa thứ ba này nhẹ nhõm như thế, hoàn toàn chính xác là công lao của Long Tiểu Huyền. Giang Trần nhẹ nhõm thông qua cửa thứ ba, lại làm Vân Trung Minh Hoàng đang dám thị sợ ngây người. Bệ, bệ hạ, Vân Trung Minh Hoàng thậm chí cảm thấy đầu óc của mình có chút theo không kịp. Cái kia, chân đan vương kia, hắn đột phá cửa thứ ba, ngươi nói cái gì, lần này, ngay cả khổng tước đại đế cũng có chút khó có thể tin. Lúc này mới vừa qua cửa thứ hai, làm sao lại qua cửa thứ ba? Chẳng lẽ cửa thứ ba không có khởi động? Đừng nói khổng tước đại đế kinh ngạc như vậy, coi như là vân trung minh hoàng hiện trường đốc chiến, kỳ thật cũng không hiểu ra sao. Hai cửa trước, Giang Trần qua thuận lợi như vậy, đã để cho vân trung minh hoàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Dù sao, đây là khảo nghiệm bệ hạ tự mình an bài, bất luận cửa nào, đều không giống bình thường, nhằm vào đều là thiên tài nửa bước hoàng cảnh, vì bọn họ mà định độ khó. Loại độ khó này tuyệt đối không phải người bình thường có thể hồ lộng qua. Thực lực không đạt tới một bước kia, tuyệt đối không có khả năng đi qua. Thế nhưng mà, Trần Đan Vương này, thậm chí qua liền ba cửa, hơn nữa qua nhẹ nhàng thoải mái như thế. Thậm chí, Vân Trung Minh Hoàng cũng không hiểu giang Trần rốt cuộc là qua cửa thứ ba như thế nào. Nhìn về phía trên, những thủy quái kia phảng phất rất sợ Trần Đan Vương này a. À. Đây quả thực là văn sở vị văn, những thủy quái này đều là khổng tước đại đế dùng đại thần thông chấn áp, phi thường hung tàn thô bạo, hung hãn không sợ chết, nơi nào sẽ sợ hãi một đan vương nhân loại. Cho nên, đối mặt khổng tước đại đế nghi vấn, Vân Trung Minh Hoàng cũng không biết trả lời như thế nào. Vân Trung tiếp tục quan sát kẻ này, bổn đế ở Lưu Ly Vương thành 3.000 năm, rốt cuộc nhìn thấy một người trẻ tuổi thú vị rồi, ha ha, không dễ dàng ha. Tâm tình của khổng tước đại đế thật tốt. Lúc trước hắn dùng thủ đoạn suy tính, tính ra Giang Trần là người có đại khí vận đến từ vạn tượng cương vực. Chỉ là, trừ thiên tuệ nhãn của hắn chỉ mở ra mông lung một đường, tựa như trong sương mù nở hoa, ngoại trừ chính hắn, cùng cường giả ngang hàng hắn, cơ hồ không có người nguyện ý tin tưởng. Nhưng mà, giờ khắc này, khổng tước đại đế vững tin, trừ thiên tuệ nhãn của mình, hoàn toàn chính xác có năng lực phương diện này. Mà mình suy tính ra kết quả, ở trên người Giang Trần, cũng đã nhận được ứng nghiệm. Mặc kệ tương lai Giang Trần sẽ đi đến một bước nào, ít nhất cho tới bây giờ, mỗi một bước của Giang Trần, mỗi một lần biểu hiện, đều có thể nói kinh người, viễn siêu thiên tài cùng thời đại. Đừng nói so với thiên tài vạn tượng cương vực, dù phóng tới thượng bát vực, phóng tới lưu ly vương thành, thiên tài niên kỷ như vậy, có thể đi đến một bước như Giang Trần, cũng là phượng mau lân giác. Hơn nữa, cất bước, tài nguyên của những người này, cũng không biết gấp bao nhiêu lần Giang Trần. Bởi vậy, Giang Trần, mới là người mình muốn tìm. Khổng tước đại đế sống nhiều năm như vậy, góc độ nhìn vấn đề đã vượt ra khỏi người bình thường rất nhiều, cho nên rất ít sự tình khiến cho tâm tình của hắn chấn động. Thế nhưng mà giờ khắc này, trong lòng của hắn lại nhắc lên một cỗ vui sướng. Phía dưới những phiệt chủ kia, chứng kiến khổng tước đại đế mỉm cười, chỉ cảm thấy tựa hồ hôm nay tâm tình của đại đế bệ hạ đặc biệt sáng sủa, nhưng căn bản không biết vì sao đại đế bệ hạ vui sướng. Bất quá, tất cả mọi người rất cao hứng, ít nhất đại đế bệ hạ đã từ trong tang đồ tri thống đi ra điểm này đáng giá vui mừng những đại việt kia đều đi theo khổng tước đại đế nhiều năm đối với khổng tước đại đế khăng khăng một mực ở sâu trong nội tâm bọn hắn cũng không muốn tiếp nhận sự thật khổng tước đại đế bị tu la đại đế thay thế nhưng mà những năm này khổng tước đại đế bệ hạ ru rú trong nhà ít tham dự quản lý tục vụ đối với tu la đại đế khuếch trương cũng là mặc kệ thậm chí có chút ít rượt dây dung túng một màn này làm cho những đại phiệt dưới trướng khổng tước đại đế, trong lòng cũng hơi có chút lo lắng. Bọn hắn lo lắng, như vậy xuống dưới, một ngày nào đó tu la đại đế sẽ thành hình. Đến lúc đó, bọn hắn những bộ hạ cũ của khổng tước đại đế, có bị tu la đại đế chèn ép hay không? Về sau địa vị ở Lưu Ly Vương Thành, có thể được cam đoan hay không? Cho nên, ở sâu trong nội tâm những đại phiệt phiệt chủ này, rất nguyện ý chứng kiến một khổng tước đại đế tích cực, một khổng tước đại đế khí phách. Bởi vì lần trước phàn thiếu chủ vẫn lạc, mọi người đối với khổng tước đại đế bệ hạ lo lắng sâu thêm không ít. Bọn hắn đều lo lắng, đại đế bệ hạ có thể bởi vậy mà không gượng dậy nổi hay không? Có thể bởi vậy mà hùng tâm toàn bộ tiêu tán hay không? Chứng kiến giờ phút này khổng tước đại đế cởi mở mỉm cười, mọi người biết rõ, đại đế bệ hạ cũng không có tinh thần xa sút cũng không có buông tha như vậy. Đây là một tín hiệu tích cực, bất quá, trong nội tâm những đại phiệt này lại không khỏi nghĩ. Tâm tình của đại đế bệ hạ sung sướng, chẳng lẽ là muốn từ trong đệ tử Đại Phiệt, chọn lựa thân truyền đệ tử mới. Nghĩ tới đây, trong lòng những Đại Phiệt này đều khó tránh khỏi bành trướng. Nếu như đệ tử bản Phiệt bị chọn chúng, vậy nương theo mà đến, nhất định là thăng chức rất nhanh. Nếu như có thể thành người nối nghiệp của khổng tước đại đế bệ hạ, vậy thì càng thêm phú quý bất khả hạn lượng. Ngay cả bản long phiệt chủ, giờ phút này trong lòng cũng sinh ra chờ mong nồng đậm. Ta tuổi thọ gần hết, nếu tùng hạc đan cuối cùng vô duyên đạt được, bàn Long Việt tất sẽ lâm vào loạn cục. Nhưng nếu đệ tử của bàn Long Việt có thể được đại đế bệ hạ tuyển làm thân truyền đệ tử. Vậy vị trí của bàn Long Việt lại sẽ ổn như bàn thạch, không thể dao động. Không biết mấy đệ tử của bàn Long Việt ta có cơ duyên như vậy hay không? Trong lòng bàn Long Việt chủ điểm mấy đệ tử một cái, cảm thấy đều có ưu điểm riêng. Nhưng tổng hợp mà nói, tựa hồ vẫn là cơ tam công tử càng hơn một chút. Ít nhất, cơ tam công tử có thể kết giao thiên tài như Giang Trần, ở phương diện Phúc Duyên, so với hai người cạnh tranh khác càng thêm ưu Việt. Hy vọng đệ tử bàn Long Việt ta có thể trổ hết tài năng. Đạt được đại đế bệ hạ yêu ái, bàn Long Việt chủ lặng yên suy nghĩ, chương 1378, ngàn tôn khổng tước hai Những Việt chủ khác, tâm tư trên cơ bản là không sai biệt lắm. Chỉ là ai cũng không có biểu hiện ở trên mặt, mà chỉ ở trong lòng yên lặng tính toán. Tâm lý của bọn hắn, khổng tước đại đế là lòng dạ biết rõ. Chỉ là, tầm mắt của khổng tước đại đế hiển nhiên đã vượt xa những phiệt chủ này rất nhiều tuy đệ tử các phiệt đều không tồi nhưng hiển nhiên còn chưa tới tiêu chuẩn để khổng tước đại đế chọn đồ có lẽ tuyển bất kỳ một cái nào cũng có thể làm đồ đệ đến bồi dưỡng nhưng muốn thành thân truyền đệ tử có thể truyền thừa y bát lại tranh lệch một chút có lẽ có người thiên phú đã đủ nhưng lại thiếu một chút khí chất có người đủ khí chất nhưng thiếu đi một chút thiên phú có người khí chất cùng thiên phú đều đủ nhưng mà phương diện số mệnh lại không được khổng tước đại đế coi trọng. Khổng tước đại đế bất đồng đại đế khác, hắn mở ra chư thiên tuệ nhãn, mặc dù chỉ mở ra một chút, nhưng hắn coi trọng số mệnh, hiển nhiên là những người khác không cách nào tưởng tượng. Sau khi Giang Trần qua liền ba cửa, lòng cảnh giác cũng không có hạ thấp. Ai biết còn có cửa thứ tư hay không, không tới cuối cùng, Giang Trần tuyệt đối sẽ không buông lòng cảnh giác. Đây là hắn kiếp này sau khi bị vô số lần đuổi giết, dưỡng thành một thói quen tốt. Bất quá, Ba cửa ải qua đi, con đường phía trước của Giang Trần lại thông suốt. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Giang Trần đi vào một thủy vực minh mông. Cuối cùng phiến thủy vực kia, ẩn ẩn có chút đá ngầm. Ân, chẳng lẽ cái kia chính là bỉ ngạn A? À? Trong nội tâm Giang Trần khẽ động, tăng thêm tốc độ. Theo khoảng cách không ngừng tiếp cận, Giang Trần mới phát hiện, cái này căn bản không phải đá ngầm gì, mà là núi cao cực lớn trên biển. Núi cao kia kéo trăm dặm, trên vách núi đá bóng loáng, có rất nhiều bức khổng tước đồ, Thần thái khác nhau, trông rất sống động, ở trên vách núi đá bày ra. Nếu như chỉ có một bộ khổng tước đồ, có lẽ nhìn về phía trên rất bình thường. Nhưng mà đồng thời có một hai ngàn bức khổng tước đồ xuất hiện, đây tuyệt đối là phong phú rực rỡ. Tràng diện đồ sộ bực này thật không có hù giang trần gì cả. Dù sao kiếp trước giang trần bái kiến vô số đại tràng diện, bất quá chứng kiến khổng tước đồ sống động kia, giang trần đối với thủ đoạn của khổng tước đại đế cũng nhiều thêm một tí bội phục không hổ là cường giả cảm ứng được thiên đạo, thủ đoạn của khổng tước đại đế này, hoàn toàn chính xác bất đồng đại đế khác. Tuy Giang Trần còn không có tiến vào hoàng cảnh, nhưng mà mạnh cùng yếu khác nhau, hắn so với ai nắm chắc càng nhạy cảm, càng tinh xác. Nhìn khổng tước đồ sinh động, hoặc trang điểm xinh đẹp, hoặc lãnh diễm cao quý, hoặc tráng lệ, hoặc trang nghiêm long trọng. Một vài bức khổng tước đồ, hình thái khác nhau, làm cho Giang Trần không kịp nhìn. Cơ duyên của khổng tước đại đế, liền ở trong thiên tôn khổng tước đồ này. Trong lòng Giang Trần cũng hiếu kỳ, cái này nhìn về phía trên, mỗi một khổng tước đồ đều rất giống nhau, rất khó phân biệt ra được đến cùng cái nào cùng những thứ khác khác nhau. Mặc dù là Giang Trần tu luyện đồng thuật, tu luyện bàn thạch chi tâm, chợt liếc nhìn, cũng không có khả năng nhìn ra cái gì. Khổng tước đại đế, chính là một trong mấy đại đế mạnh nhất thượng bát vực, hắn đã long trọng bố trí như vậy, nhất định sẽ không lấy ra một ít cơ duyên bình thường gì đến lừa gạt người. Cơ duyên lần này, chắc hẳn không nhỏ. Mặc dù trên người của ta có rất nhiều hộ thân phù, nhưng rất nhiều hộ thân phù hiện tại còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu như có thể đạt được cơ duyên của Khổng Tước Đại Đế, dùng danh chính ngôn thuật, chẳng khác gì là ở trên thân thể thêm một tầng hộ thân phù. Bất kể là ở Lưu Ly Vương Thành hay là Ly Khai Lưu Ly Vương Thành, chỉ cần cơ duyên cùng Khổng Tước Đại Đế có quan hệ, nhất định là một tầng hộ thân phù. Giang Trần nhất niệm đến đây, liền đặc biệt chăm chú, đối với một Khổng Tước đồ, nghiêm túc nhìn xem ước chừng một phút đồng hồ sau, lục tục ngon ngoe, lại có mấy đệ tử đại phiệt đột phá cửa thứ ba, cơ tam công tử là một cái trong số đó. Hắc hắc, ba cửa ải thoáng qua một cái, có lẽ khảo nghiệm không sai biệt lắm rồi. Phía trước là bờ đi à nha, đại đế cơ duyên, ta đến rồi. Cơ tam công tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hướng phía trước phóng đi. Mà mấy đệ tử đại phiệt đặc biệt đột xuất khác, phần lớn tâm tư cũng là như vậy, đã qua ba cửa ải, cả đám căn bản bất chấp mình bây giờ có bao nhiêu chật vật. Cũng mặc kệ thương thế trên người như thế nào, tập trung tinh thần xoay người về phía trước, ai cũng không muốn rớt lại phía sau. Ở bọn hắn xem ra, bọn hắn phá ba cửa ải tốc độ nhanh như vậy, có lẽ có cơ hội nhổ được thứ nhất. Dù cuối cùng cơ duyên chưa hẳn nhất định rơi xuống đầu mình, nhưng thế giới võ đạo, bất kỳ một chi tiết nào đều phải tranh. Cho dù là ai đuổi tới trước nhất, đều có là một lần tranh. Cả đám phía sau tiếp trước, hướng phương hướng bỉ ngạn điên cuồng lao đi. Gia tốc, nhất định phải là cái thứ nhất đến càng tới trước nhất, cơ hội lại càng lớn. Cảnh giới tâm lực của ta cường đại như vậy, chỉ cần đuổi tới trước, quan tưởng không tước đồ, nhất định có thể phát hiện cơ duyên của đại đế bệ hạ. Nếu như có thể bởi vậy trở thành thân truyền đệ tử của bệ hạ, đó mới là thiên đại tạo hóa. Những đệ tử đại phiệt này, tâm tình cả đám vô cùng bức thiết. Có thể ở trong thế lực đại phiệt, trở thành người nổi bật cao cấp nhất, lòng giả cả đám tự nhiên là phi thường cao, ai cũng sẽ không phục ai. Nhất là trong khảo hạch do khổng tước đại đế bệ hạ an bài, ai cũng muốn triển lộ một mặt tốt nhất của mình, ai cũng muốn trổ hết tài năng, ai cũng muốn áp đảo những người khác, trở thành tồn tại độc nhất vô nhị. Cho nên, cho dù là trong cùng một đại phiệt, cũng không có khả năng nhường cho ai. Ví dụ như ba người bàn Long đại phiệt, Cơ Tam công tử, Lưu Hương công tử còn có cơ trung đường, tuy tính cách ba người bất đồng, nhưng giờ khắc này, quan hệ giữa bọn hắn lại là quan hệ cạnh tranh. Cũng không bởi vì là đệ tử một nhà, liền lẫn nhau khách khí. Đệ tử một nhà còn như thế, đệ tử đại phiệt bất đồng vậy thì càng không cần phải nói chỉ là khi cả đám đệ tử đại phiệt cảm thấy thiên tôn khổng tước đổ phía trước lại đạt được một tin tức để cho bọn hắn thiếu chút nữa thổ huyết bọn người đến chậm cơ duyên của đại đế bệ hạ đã bị người hữu duyên lấy được vân trung minh hoàng nhàn nhạt, nhạt nói một câu nhưng thật giống như ở mùa đông còn bị một chậu nước đá từ đầu rội đến chân trực tiếp xuyên tim bọn hắn làm sao có thể đúng vậy a à, chúng ta tới sớm như vậy làm sao có thể đã bị người khác lấy được không đúng, tất cả thiên tài các Việt có uy tín danh dự chúng ta, ai cũng ở bên trong. Vậy ai lấy được chứ? mươi 1379, tin tức ngoài ý muốn. Minh Hoàng Đại Nhân, không phải chúng ta thua không nổi, thế nhưng mà thua cũng phải thua Minh Bạch A. À. Thiên tài các Việt, lẫn nhau đều có tâm lý nắm chắc, cả đám đều ở chỗ này. Tất cả mọi người nói không có được cơ duyên kia A. À. Đúng vậy, Minh Hoàng Đại Nhân, chẳng lẽ chúng ta không được, ngược lại sẽ bị vô danh tiểu tốt khác lấy được điều đó không có khả năng ha, hẳn là ngoại trừ đệ tử các phiệt chúng ta còn có đệ tử dòng chính của đại đế bệ hạ tham gia. Những đệ tử đại phiệt này mỗi một cái đều sờ không được ý nghĩ. hiển nhiên bọn hắn đối với loại kết quả này căn bản không cách nào thản nhiên tiếp nhận. này là khảo hạch gì? đây quả thực là lừa người. nếu như không phải đại đế bệ hạ tự mình định ra khảo hạch, bọn hắn đã sớm trở mặt rồi. cũng may khổng tước đại đế uy nghiêm còn ở đó, mà vân trung minh hoàng là trưởng bối thậm chí so với phiệt chủ của bọn hắn còn càng nổi tiếng hơn. Cho nên, mặc dù bọn hắn có nghi vấn, cũng không dám quá làm càn. Chỉ là, không dám làm càn, cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận hết thảy. Dù sao, đây hết thảy nhìn về phía trên quá hoang đường rồi. Thiên tài các phiệt đều ở bên trong, ai cũng không có được cơ duyên kia a. À. Kết quả Vân Trung Minh Hoàng lại nói bọn hắn đã tới chậm, đây không phải lừa gạt người là cái gì? trừ khi thiên tài dòng chính của khổng tước đại đế bệ hạ cũng tới tham gia khảo hạch bất quá trước đó chưa nghe nói đệ tử của đại đế bệ hạ cũng tới tham gia nếu như cạnh tranh với đệ tử dòng chính của đại đế bệ hạ bọn hắn cũng sẽ không mù quáng lạc quan như vậy cảm giác chờ mong cũng sẽ không đủ như vậy tự nhiên cũng sẽ không có tâm lý tranh lệch mạnh như vậy đối với những người tuổi trẻ này chất vấn vân trung minh hoàng lại không có tức giận mà cười nhạt nói các ngươi không tin có tinh thần nghi vấn đây là tốt chỉ có điều, đại đế cơ duyên, không phải trò đùa. Trở lại chỗ cũ, tự nhiên các người sẽ biết rõ đáp án. Vân Trung Minh Hoàng không có cho ra đáp án minh xác Nhưng không thể nghi ngờ là nói cho bọn hắn biết, đây là sự thật, mặc dù các người có nghi vấn, cũng không cải biến được sự thật này. Lời nói nói đến nước này, người khéo đưa đẩy một chút, đã biết rõ sự thật không thể cải biến, liền không dây dưa nữa, mà than thở trở về. Nhưng mà, phần lớn đệ tử thiên tài, vẫn không tiếp thu được sự thật này, ở dưới thiên tôn khổng tước đồ bồi hồi không đi. Cái này không phải là một đạo khảo nghiệm của đại đế bệ hạ đối với chúng ta chứ. Cũng đúng, có lẽ là khảo nghiệm đạo tâm của chúng ta có kiên định hay không. Rất có đạo lý, hắc hắc, thiếu chút nữa bị lừa. Xem ra, thật có khả năng chỉ là một đạo khảo nghiệm. Không thể không nói, những đệ tử đại phiệt này vẫn là rất tỉnh táo. Có thể từ trong phẫn nộ phục hồi tinh thần lại nhanh như vậy, cân nhắc cái này có phải là một khảo nghiệm mới hay không? loại năng lực điều chỉnh cảm xúc này hoàn toàn chính xác rất bất phàm chỉ là vân trung minh hoàng lại cười khổ lắc đầu hắn cũng biết hiện tại mình nói cái gì chỉ sợ những người này một thời ba khác cũng không cách nào tiếp nhận nói thật chính vân trung minh hoàng cũng không tiếp thụ được hắn thật sự không nghĩ ra chân đan vương kia rốt cuộc là hạng yêu nghiệt gì qua liền ba cửa thì cũng thôi ở dưới thiên tôn khổng tước đồ chỉ suy nghĩ không đến một phút đồng hồ liền nhìn thấu cơ duyên mà đại đế bệ hạ che giấu trực tiếp lấy được Tốc độ bực này, ngay cả Vân Trung Minh Hoàng cũng có chút mặc cảm. Cũng khó trách những người tuổi trẻ kia không tin, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng không tin. Nếu là ai nói cho ta biết, ta cũng nhất định không tin. Giờ phút này, Vân Trung Minh Hoàng cũng vô cùng chấn động. Tốc độ chân đan vương qua liền ba cửa, tăng thêm tốc độ hắn tìm hiểu khổng tước đồ, giờ khắc này, còn để cho Vân Trung Minh Hoàng không cách nào phục hồi tinh thần lại. Bàn long phiệt này, rốt cuộc là ở đâu tìm được một gã đan vương cổ quái như vậy? thiên phú đan đạo nghịch thiên thì cũng thôi, thiên phú võ đạo cũng không kém cỏi chút nào. Chẳng lẽ, đại đế bệ hạ đau khổ tìm đệ tử truyền thừa ngàn năm, ngay ở trước mắt. Vân Trung Minh Hoàng là tử trung của khổng tước đại đế. Nếu như nói dưới gầm trời này, có ai tin lý luận số mệnh của khổng tước đại đế nhất, cái kia nhất định là tứ đại hoàng giả. Bọn họ đều là tùy tùng trung thực của khổng tước đại đế. Mặc kệ khổng tước đại đế nói cái gì, làm cái gì, bọn họ đều vô điều kiện đi theo. Cho nên, bọn hắn đối với lý luận số mệnh của khổng tước đại đế đều phi thường ủng hộ giờ phút này vân trung minh hoàng liền suy nghĩ chẳng lẽ chân đan vương kia mới là người có đại khí vận mà đại đế bệ hạ tìm kiếm bởi vì thân phận của giang trần mẫn cảm tuy khổng tước đại đế suy tính ra nhưng lại chưa từng tiết lộ cho thủ hạ về phần bàn long phiệt chủ còn có phụ tử vi Gia, bản thân bọn hắn đã biết rõ tự nhiên là ngoại lệ cho nên mặc dù là vân trung minh hoàng tuy khiếp sợ chân đan vương thiên phú tuyệt luân nhưng đối với thân phận chân thật của chân đan vương này lại hoàn toàn không biết gì cả nếu như cho hắn biết chân đan vương là đến từ vạn tượng cương vực chỉ sợ độ tin cậy của vân trung minh hoàng càng vượt qua hiện tại rất nhiều vân trung minh hoàng nhìn xem những đệ tử đại phiệt kia cả đám chăm chú đầu nhập quan tưởng lấy khổng tước đồ trong lòng cũng âm thầm buồn cười những người tuổi trẻ này xem ra còn không muốn tiếp nhận sự thật chỉ là cơ duyên đã bị người lấy thiên tôn khổng tước đồ này lập tức sẽ tán đi Quả nhiên, chỉ một lúc sau, liền có người hô lên. "Không phải đâu, không tước đồ này như thế nào càng ngày càng mờ nhạt. Ách, biến mất, đây là làm cái gì a? À? Còn để cho người tìm hiểu hay không? Này chẳng lẽ lại là khảo nghiệm, chẳng lẽ không tước đồ ẩn nấp? Hiện trường các loại nghị luận lại một lần nữa náo nhiệt lên." Vân Trung Minh hoàng nghiêm mặt nói, "Cơ duyên đã bị người lấy được, thiên tôn khổng tước đồ tự nhiên biến mất. Bọn ngươi đã tham dự, nên sớm có giác mộ thua." nếu lại gian ngoan mất linh liền rơi vào tầm thường rồi chứng kiến vân trung minh hoàng chăm chú nghiêm túc như vậy những thiên tài kia rốt cuộc ý thức được cơ duyên đại khái là thật sự bị người cướp đi mà hết thảy căn bản không phải khảo nghiệm gì mà là chuyện phát sinh thật sự rõ ràng bởi vậy không khí hiện trường thoáng cái càng thêm cổ quái rốt cuộc là ai a à? những đệ tử đại việt chúng ta không có được cơ duyên ngược lại bị hạng người vô danh nhanh chân đến trước có một cái tính toán một cái tổng cộng tham gia bao nhiêu người. Đến nơi này, còn thiếu người nào. Hiện trường, những người kia lập tức kiểm tra. Hiển nhiên, bọn hắn một thời ba khắc, vẫn còn có chút không tiếp thụ được, đều muốn biết, cơ duyên của khổng tước đại đế bệ hạ, đến cùng bị ai lấy đi. chương 1380, Ngũ Sắc Thần Quang Kiếm một Các phía tầm đó, vậy mà còn ẩn tàng một thiên tài như vậy. Một mực không có tiếng tăm gì, tới hôm nay mới bạo phát đi ra. Này làm sao xem cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng duy chỉ có cơ tam công tử tựa hồ nghĩ tới điều gì cười khổ đồng thời biểu lộ có chút vui vẻ hiển nhiên hắn đã có suy đoán lão tam ngươi cười cái gì lưu hương công tử ở một bên nhìn thấy cơ tam công tử cười cũng bị hắn làm cho không hiểu thấu ngươi cảm thấy ta cười cái gì cơ tam công tử càng nghĩ càng buồn cười biểu lộ cũng càng ngày càng vui sướng lưu hương công tử không hiểu ra sao ngươi không phải là muốn nói cho ta biết cơ duyên này bị ngươi nhận được a à? Lời này vừa ra, ánh mắt của người khác đều nhao nhao bắn qua Cơ Tam công tử, có ghen ghét, có hâm mộ, cũng có không hảo ý. Cơ Tam công tử cười ha ha, lại không trả lời. Một bên Miêu Tác lại lớn tiếng nói: "Không thể nào là hắn, Cơ lão Tam cũng không nhanh hơn ta bao nhiêu, hắn đạt được mới là lạ. Đúng, ta cùng Cơ lão Tam tới không sai biệt lắm. Hắn được cơ duyên, ta còn không biết sao? Có người đi ra chỉ chỗ sai, hiềm nghi Cơ Tam công tử đạt được cơ duyên, cũng liền rửa sạch." Bất quá cơ tam công tử cười càng vui vẻ, khiến cho tất cả mọi người không hiểu thấu. Cơ lão tam, ngươi sẽ thua không nổi, điên rồi chứ. Miêu tác cười lạnh, mở miệng diễu cợt nói. Hiển nhiên, trong lòng miêu tác này, còn coi cơ tam công tử là tình địch. Lão tam, ngươi sẽ không thật sự điên chứ. Lưu hương công tử sờ lên cái mũi nói. Cơ tam công tử nhíu mày, ngươi mới choáng váng, các ngươi cả đám đều choáng váng. Chuyện cho tới bây giờ, ta đã sớm đoán ra ai lấy được cơ duyên chỉ có các người ngốc tựa như ngống. Ai, nghe cơ tam công tử nói như vậy, tất cả mọi người bị khơi gợi lên tâm hiếu kỳ nồng đậm. Cơ tam công tử ung dung cười nói, Phật viết, không thể nói, không thể nói. Giả thân giả quỷ tầm đó, cơ tam công tử đong đưa quạt xếp, khoan thai đi trở về. phảng phất người khác lấy được cơ duyên, như hắn đạt được vậy, cực kỳ vui vẻ. Trong lúc đó, cơ trung đường một mực giữ im lặng, lại biến sắc. Chẳng lẽ là hắn, xem xét bốn phía, Quả nhiên không có chứng kiến đạo thân ảnh kia, trong lúc nhất thời, cơ trung đường biến sắc, nhìn qua bóng lưng của Cơ Tam công tử, thần sắc thoáng cái trở nên cực kỳ phức tạp. Thân hình của Lưu Hương công tử có chút trầm xuống, bị cơ trung đường nói như vậy, hắn ẩn ẩn tầm đó, trong lòng cũng hiện ra một đạo thân ảnh. Là hắn, trực giác của Cơ Tam công tử quả thật rất cường đại, thời điểm hắn nghĩ đến Giang Trần, liền kết luận, cọc cơ duyên kia nhất định là bị Giang Trần lấy được. Mà sự thật cũng đúng là như thế thời điểm cơ tam công tử cùng đám thiên tài lục tục trở lại bên này giang trần đã an vị bên cạnh khổng tước đại đế mà giờ khắc này trên người giang trần không biết có bao nhiêu ánh mắt hâm mộ ghen ghét hận vây quanh bên cạnh của hắn đảo quanh hiển nhiên đối với người trẻ tuổi ngang trời xuất hiện đạt được đại đế cơ duyên kia những đệ tử đại phiệt này trong lúc nhất thời đều không thể tiếp nhận được trần đan vương một thiên tài đan đạo làm sao lại nhận được cơ duyên này chẳng lẽ thiên phú võ đạo hắn còn có thể so với những đệ tử đại phiệt chúng ta. Chân đan vương này đến cùng lai lịch thế nào? Sao trước đây nghe cũng chưa từng nghe qua? Trong lúc nhất thời, mọi người hiển nhiên đều rất nghi vấn. Đừng nói những đệ tử đại phiệt này, coi như là các phiệt phiệt chủ, cũng không cam lòng. Bọn hắn đều trông cậy vào đệ tử nhà mình trổ hết tài năng. Ai nghĩ đến, cuối cùng đạt được có cơ duyên, lại là một người trẻ tuổi lai lịch không rõ. Mà thân phận của hắn, càng làm cho người không biết nên khóc hay cười dĩ nhiên là một đan vương hơn nữa là đan vương khách khanh đến từ cửu cấp thế gia luận thân phận chỉ là một khách khanh đan vương của cửu cấp thế gia ngay cả tư cách dự họp cũng không có mà hết lần này tới lần khác là một người ngay cả tư cách tham gia cũng không có cuối cùng nhất lại cười đến cuối cùng cái này đối với các việt mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại trào phúng ngoại trừ bàn long việt chủ ra các việt việt chủ khác đối với chân đan vương bỗng nhiên toát ra kia thoáng cái đều tràn đầy ác cảm hiển nhiên đối với kết quả này, các phiệt phiệt chủ đều không thể tâm bình khí hòa tiếp nhận. Ngược lại là bàn long phiệt chủ, trải qua nhiều năm tra tấn như vậy, tâm tính nhìn vấn đề, so với phiệt chủ khác càng thêm rộng rãi. Ba đệ tử trẻ tuổi dưới chướng bàn long đại phiệt, mỗi một cái đều là thiên tài tuyệt luân. Chỉ có điều, thiên tài quy thiên tài, muốn nói bọn hắn có tư cách kế thừa y bát của khổng tước đại đế, bàn long phiệt chủ vẫn cảm thấy bọn hắn kém một chút. Cũng không phải nói bọn hắn không đủ tư cách, mà là bọn hắn tầm đó, không có hơn đồng thế hệ quá nhiều, không có thể hiện ra ưu thế siêu nhân nhất đẳng áp đảo những người khác. nếu như quyết đưa bọn chúng đến loại cấp độ này, vận khí tốt có lẽ có thể gió lốc mà lên. thế nhưng mà một khi vận khí không tốt, rất có thể cuối cùng chết so với phản thiếu chủ còn thảm. mà giang trần đứng ở vị trí này, đối với bàn long việt chủ lại không phải chuyện xấu. bàn long việt chủ chẳng những không có vì vậy mà cảm thấy không vui, ngược lại ẩn ẩn có chút hưng phấn. lúc trước tuy hắn đối với giang trần rất khách khí nhưng đó là bởi vì có cầu ở Giang Trần. Chỉ là, mặc dù có cầu ở Giang Trần, nhưng đối với Giang Trần đến cùng có thực lực lấy tới Tùng Hạc Đan hay không, trong nội tâm hắn vẫn có nghi vấn. Tuy Giang Trần đem dị nhân kia nói rất sống động, nhiễm nhiên là một hình tượng thế ngoại cao nhân. Thế nhưng mà không có tận mắt thấy vị tiền bối cao nhân kia, bàn long phiệt chủ hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lo lắng. Mà giờ khắc này, chứng kiến Giang Trần yêu nghiệt ôm cơ duyên của đại đế vào lòng như vậy, làm cho một tia lo lắng cuối cùng của bàn long việt chủ cũng tận số biến mất. Một đệ tử chư hầu thế tục đến từ vạn tượng cương vực, nếu như không phải khi còn bé đạt được thiên đại cơ duyên, làm sao có thể đi đến một bước này? Bằng vạn tượng cương vực, loại địa phương chim không thèm ị, tài nguyên thiếu thốn, thực lực thấp kém, thấy thế nào cũng không giống như là nơi có thể bồi dưỡng được thiên tài như giang trần. Như vậy, duy nhất có thể giải thích hết thảy là có ẩn sĩ cao nhân chỉ điểm. Cho nên giờ khắc này. Bàn Long phiệt chủ thật sự tin, tin triệt triệt để để. Bệ hạ, đến cùng chân đan vương này, như thế nào đạt được cơ duyên, chứ phiệt chúng ta cũng rất hiếu kỳ a. À. Kính xin bệ hạ khai ân, thỏa mãn tâm hiếu kỳ của mọi người. Linh chi phiệt chủ mở miệng trước tiên, có thể thắng thiên tài các phiệt, chân đan vương này, thật đúng là khiến người ngoài ý muốn. Thiên tài đan đạo, lại có thiên phú võ đạo như thế, hoàn toàn chính xác làm cho người hiếu kỳ. Chương 1381, ngũ sắc thần quang kiếm 2 bệ hạ không biết chân đan vương này đến cùng lai lịch thế nào tất cả phiệt chủ mặc dù không có nói rõ nhưng đối với giang trần hiển nhiên là mang theo vài phần địch ý một người không hiểu thấu xuất hiện trước đây không có căn cơ tự nhiên rất khó thoáng cái được mọi người tán thành nhưng khổng tước đại đế lại cười nhạt một tiếng anh hùng không hỏi xuất thân bất quá mọi người đã hiếu kỳ hắn là như thế nào làm được cái này lại đơn giản nói xong khổng tước đại đế hướng vân trung minh hoàng nhẹ gật đầu Lòng bàn tay Vân Trung Minh hoàng quán một cái, trong tay lại nhiều hơn một miếng lưu ảnh tinh thạch. Tinh thạch này là loại linh thạch có thể ghi chép hình ảnh. Tuy bên trong trận pháp không cách nào ghi chép lại tất cả hình ảnh, nhưng một ít khu vực mấu chốt vẫn còn có chút ghi chép. Ít nhất, thời khắc mấu chốt Giang Trần lướt qua mỗi cửa, trên lưu ảnh tinh thạch này đều có không ít ghi chép. Chỉ là, lưu ảnh tinh thạch dù sao cũng không phải vạn năng, nhìn về phía trên cũng mơ hồ không rõ. Nhưng mà, ai nấy đều thấy được người ta đồng dạng đã qua ba cửa. Chỉ có điều, người ta qua ba cửa phi thường nhẹ nhõm. So sánh xuống dưới, đệ tử đại phiệt khác, tuy cả đám đều coi như thuận lợi, nhưng trong quá trình vượt qua kiểm tra, đều rất cố hết sức, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chật vật. Cơ hồ không ai, có thể như chân đan vương này, qua nhẹ nhàng thoải mái như thế. Về phần quan tưởng khổng tước đồ kia, Giang Trần trước trước sau sau chỉ dùng một phút đồng hồ. Phải biết rằng, kiếp trước kiếp này Giang Trần không kém nhất, là nhãn lực nhãn lực của hắn, dù là kiếp này không có tu luyện thiên mục thần đồng, không có tu luyện tà ác kim nhãn, không có tu luyện bản thạch chi tâm cùng thất khiếu thông linh. Dù chỉ là kinh nghiệm tiền thế, chỉ cần chăm chỉ quan sát, loại cơ duyên giấu ở trong đồ kia cũng sẽ không làm khó được Giang Trần. Dù sao, lịch duyệt cùng nhãn lực của Giang Trần thật sự quá siêu phàm rồi. Thậm chí có thể nói như vậy, lịch duyệt cùng nhãn lực của Giang Trần, mặc dù là khổng tước đại đế, cũng không cách nào so sánh. Tuy trận pháp của khổng tước đại đế tinh diệu, thiên tôn khổng tước đồ cũng hoàn toàn chính xác phi thường thần kỳ, bố trí vô cùng xảo diệu, cơ duyên cũng che giấu vô cùng tốt, cơ hồ không chê vào đâu được. Thế nhưng mà, mặc kệ khổng tước đại đế chơi như thế nào, hắn đùa chiêu gì, đều không thoát khỏi tính cực hạn của thần uyên đại lục. Mà tầm mắt của Giang Trần là phóng nhãn chư thiên. Chỉ là một thần uyên đại lục, sao cực hạn được ánh mắt của Giang Trần. Cho nên, Giang Trần chỉ suy nghĩ một phút đồng hồ, liền nhìn rõ mọi việc, tìm được cơ duyên giấu sau một bức khổng tước đồ. Cơ duyên này lại không phải bình thường, chính là một bộ kiếm khi Khổng Tước Đại Đế còn trẻ tung hoành thần nguyên đại lục. Ngũ sắc thần quang kiếm, kiếm phân ngũ sắc, đối ứng thiên địa ngũ hành, một bộ năm thanh kiếm là năm đó Khổng Tước Đại Đế chảm yêu trừ ma, tung hoành thiên hạ. Năm đó đối thủ từng gặp bộ kiếm này, cơ hồ không ai còn sống. Sau khi thực lực của Khổng Tước Đại Đế đại thành, bộ Ngũ sắc thần quang kiếm này đã dùng càng ngày càng ít. Đến ngàn năm trước, hoàn toàn bị khổng tước đại đế phong ấn không còn sử dụng khổng tước đại đế đem bộ kiếm này phong ấn ở trong một bộ khổng tước đồ hình thành đuôi cánh của khổng tước đồ nhìn về phía trên hoàn mỹ không tì vết tìm không thấy bất luận sơ hở gì thế nhưng mà thiên mục thần đồng của giang trần phối hợp thất khiếu thông linh vẫn là nhận ra một tia ngũ hành chấn động phát giác được một tia lực lượng phong ấn khổng tước đại đế phong ấn đã rất hoàn mỹ cơ hồ là cẩn thận thế nhưng mà thiên tài hắn đối mặt lại là một yêu nghiệt độc nhất vô nhị cho dù là phong ấn hoàn mỹ như vậy, ở trong mắt Giang Trần, vẫn bị phóng đại gấp 10 gấp trăm lần. Có lẽ, ở trong mắt khổng thước đại đế, chỉ là một sơ hở giống như khói xanh. Thế nhưng mà ở trong pháp nhãn của Giang Trần, lại thành một cỗ khói đặc cuồn cuộn. Thấy được lưu ảnh tinh thạch ghi chép, tuy các phiệt chủ phiền muộn, nhưng lại không lời nào để nói, chỉ có thể quay đầu lại gian dạy đệ tử nhà mình. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ là tìm cho mình cơ hội hạ sườn. Bọn hắn cũng biết, không phải đệ tử nhà mình bất tranh khí, mà là chân đan vương này, thật sự quá yêu nghiệt rồi. Quan tưởng những khổng tước đồ kia, một phút đồng hồ thời gian, liền từ trong thiên tôn khổng tước đồ tìm ra sơ hở. Cái này là lực lượng thần thức kinh người bực nào, cho dù là bọn hắn, những cường giả hoàng cảnh cửu cấp này, chỉ sợ cũng rất khó làm được, nhẹ nhóm phát hiện cơ duyên mà khổng tước đại đế bệ hạ tự mình bố trí. Thế nhưng mà, tiểu tử lai lịch không rõ kia, lại hết lần này tới lần khác có nhãn lực xảo trá sắc bén như vậy. Người nói hắn may mắn cũng tốt, nói hắn đi vận khí cướp chó cũng tốt, nhưng sự thật thắng hùng biện. Không tước đại đế mỉm cười nói, chư phiệt đã xem qua lưu ảnh tinh thạch, không biết còn có nghi vấn gì không. Bệ hạ, chân đan vương này, lai lịch không rõ, là một tai họa ngầm a. À. Bệ hạ ban cho một chút cơ duyên, ngược lại là không sao. Nếu mà chọn thân truyền đệ tử, lại không thể không thận trọng. Rất đúng, rất đúng, thượng bát vực thế lực khắp nơi, thế lực nhìn chằm chằm lưu ly vương thành chúng ta cũng không ít, cũng không thể để cho người của thế lực đối địch lẫn vào đã không cách nào hoài nghi thành tích của chân đan vương này cái kia chỉ có thể từ thân phận động thủ rồi chân đan vương này từ khi tiến vào lưu ly vương thành lai lịch của hắn một mực là một câu đố đây cũng là địa phương duy nhất mà những việt chủ này có thể tìm được lý do thoái thác ngữ khí của khổng tước đại đế lạnh nhạt như trước thân phận lai lịch bổn đế sẽ suy tính bàn long việt chủ cười nói thiên tài như chân đan vương thiên phú đan đạo mọi người đã biết rõ lại không nghĩ rằng thiên phú võ đạo của hắn cũng có tiềm lực như vậy. Loại thiên tài trong thiên tài này, thật sự là khổng tước Thánh Sơn cần có nhất. Bệ hạ có thể tuệ nhãn thức châu, thật là khổng tước Thánh Sơn chi hạnh. Đệ tử bàn long phiệt ta, thua tâm phục khẩu phục. Đúng, cơ lão tam ta tâm phục khẩu phục, hắc hắc. Cơ tam công tử đi theo cười nói, cơ trung đường kia nhìn gian trần vài lần, như có điều suy nghĩ gật đầu, hiển nhiên, bại bởi đối thủ như vậy, cơ trung đường cũng không thể nói gì hơn. Khổng tước đại đế định ra nhạc dạo, bàn long phiệt chủ với tư cách đệ nhất phiệt cũng tỏ vẻ ủng hộ. Phiệt chủ khác, tự nhiên không thể rong dài cái gì. Lại rong dài, cái kia chính là không cảm thấy được. Khổng tước đại đế thấy bàn long phiệt chủ tỏ thái độ như vậy, trong lòng cũng âm thầm tán thưởng. bàn long phiệt chủ rốt cuộc là đệ nhất phiệt phiệt chủ, tầm mắt lòng dạ, so với phiệt chủ khác mạnh hơn không ít. Đang muốn mở miệng, đột nhiên, một đạo quang mang từ hư không bắn vào, một đạo thần phù rơi xuống trong tay khổng tước đại đế, là một đạo thần phù truyền thức viễn trình, vượt xa truyền âm phù bình thường. Chương 1382, Đan Hỏa Thành khiêu khích một. Thần thức khổng tước đại đế quét qua, tin tức của đạo thần phù kia liền rơi vào thần trí của hắn. Vừa quét qua, biểu lộ của khổng tước đại đế lại thoáng cái âm trầm xuống. Mọi người thấy biểu lộ của khổng tước đại đế, trong nội tâm lột bột thoáng một phát, trong lòng đều không tự chủ được tim đập mạnh một cú. Qua nhiều năm như vậy, Tin tức có thể làm cho sắc mặt của Khổng Tước Đại Đế Bệ Hạ phải biến đổi, đã rất ít. Như vậy, tin tức đột nhiên đến kia, nhất định không phải tin tức bình thường. Khổng Tước Thịnh Hội chấm dứt, chư phiệt ly khai, Bàn Long phiệt chủ cùng Giang Trần lại bị điểm danh lưu lại. Những người khác, cho dù là Cơ Tam công tử, cũng không có tư cách lưu lại. Một màn này, làm cho các phiệt chủ đều trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc nào, Trần Đan Vương bỗng nhiên xuất hiện kia, địa vị trở nên trọng yếu hơn bọn hắn. Bàn Long Việt chủ lưu lại, mọi người miễn cưỡng còn có thể hiểu được. Dù sao người ta là đệ nhất việt việt chủ, thế nhưng mà Trần Đàn Vương này dù đã nhận được cơ duyên của Đại Đế Bệ Hạ, địa vị cũng không có khả năng đột nhiên tăng mạnh như thế a. À. Như thế nào địa vị thoáng cái tăng vọt, so với bọn hắn còn trọng yếu hơn. Tuy khó hiểu, nhưng ý chỉ của Đại Đế Bệ Hạ là không người nào dám vi phạm, cũng không có ai dám sinh lòng oán hận. Qua nhiều năm như vậy, mọi người đối với khổng tước Đại Đế là phi thường hiểu rõ biết rõ đại đế bệ hạ làm từng quyết định, đều sẽ không vô duyên vô cớ. Hiện tại để cho bọn hắn ly khai, là nhất định có nguyên nhân để cho bọn hắn ly khai. Để cho chân đan vương kia lưu lại, thì nhất định có đạo lý để cho hắn lưu lại. Chỉ là, mọi người vẫn còn có chút hiếu kỳ, đến cùng truyền thức thần phù kia có nội dung gì. Lại làm cho bệ hạ cũng biến sắc, người rời đi, một bụng nghi vấn, người lưu lại, đồng dạng là một bụng nghi vấn. Ánh mắt của khổng tước đại đế sâu xa, mang theo vài phần mỉm cười lạnh nhạt, nhìn Giang Trần. Trần Đan Vương, chuyện phiền toái lại tới nữa. Chuyện phiền toái, Giang Trần khẽ giật mình, chuyện phiền toái đến rồi, người nói với ta làm gì? Chẳng lẽ không tước Thánh Sơn ngươi phiền toái, Giang Trần ta còn có thể thay ngươi giải quyết sao? Bàn Long phiệt chủ cũng rất hiếu kỳ, bất quá khổng tước đại đế nói như vậy, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Tứ đại hoàng giả khác, tuy cũng hồ nghi bất định, nhưng không nói gì thêm. Chỉ là có chút kỳ quái nhìn Giang Trần hiển nhiên bọn hắn cũng muốn biết đến cùng chân đan vương này có chỗ hơn người gì lại làm cho bệ hạ coi trọng hắn như thế hơn nữa tin tức bỗng nhiên truyền đến kia cùng hắn lại có quan hệ gì bệ hạ xin thứ cho tiểu tử ngu dốt giang trần cười khổ nói người dân ra vạn thọ đan hôm nay lại có thuyết pháp mới rồi đan hỏa thành kia gần đây truyền lưu lấy một cách nói nói vạn thọ đan là đan dược của đan hỏa thành bọn hắn nói vạn thọ đan của lưu ly vương thành ta là đạo văn sáng ý của bọn hắn hôm nay tin tức này đã bí mật lan tràn khắp đan hỏa thành tuy còn không có công khai tuyên bố nhưng mà đã lửa xém lông mày rồi đan hỏa thành giang trần đối với ba chữ đan hỏa thành kia cũng không xa lạ gì một cao kỳ cùng vân nhất trưởng lão là bị người buôn bán đến đan hỏa thành lúc ấy cơ tam công tử vụng trộm chộp tư khấu gia tộc vạn khôi các lý trưởng quỹ tới giang trần từ trong miệng lý trưởng quỹ nạy ra một cao kỳ hạ lạc cũng thuận tiện hiểu được đan hỏa thành nếu như nói thượng bát vực còn có thế lực gì để cho Lưu Ly Vương Thành cũng cảm thấy kiêng kỳ, cái kia chính là Đan Hỏa Thành. Thực lực tuyệt đối của Đan Hỏa Thành chưa hẳn mạnh hơn Lưu Ly Vương Thành. Nhưng mà Đan Hỏa Thành ở phương diện Đan Dược lại mạnh hơn Lưu Ly Vương Thành rất nhiều. Tại thượng bát vực, thậm chí sinh ý Đan Dược cả nhân loại, Đan Hỏa Thành cơ hồ chiếm cứ bảy thành lợi ích, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất cự đầu Đan Dược giới. Thế lực Đan Dược dưới chướng Đan Hỏa Thành vô số, ở các vực đều xây rất nhiều chi nhánh cùng phân hội, cơ hồ là địa phương có thế lực đan dược thì có bóng dáng của đan hỏa thành lưu ly vương thành là ngoại lệ sinh ý đan dược của lưu ly vương thành cơ hồ là lưu ly vương thành tự mình cầm giữ mà đan dược các vực quanh thân lưu ly vương thành cũng là lưu ly vương thành cầm giữ mà ngoại trừ vài chỗ quanh thân lưu ly vương thành địa vực còn lại khác sinh ý đan dược trên cơ bản đều bị đan hỏa thành lũng đoạn trừ một tí địa phương nhỏ bé tiểu thế lực đan hỏa thành không có hứng thú bằng không mà nói chỉ cần là địa phương đan hỏa thành cảm thấy hứng thú sẽ rất khó thoát khỏi bóng dáng của đan hỏa thành có thể nói luận lực ảnh hưởng phương diện đan dược đan hỏa thành tuyệt đối viễn siêu lưu ly vương thành lực ảnh hưởng cùng thị trường đan dược của lưu ly vương thành tại nhân loại cương vực nhiều lắm là chiếm cứ một hai thành đan hỏa thành lại ít nhất bảy thành tranh lệch này là phi thường rõ ràng phương diện lưu ly vương thành cũng làm rất nhiều cố gắng cũng nuôi dưỡng rất nhiều đan vương nuôi dưỡng rất nhiều thiên tài đan sư thế nhưng so sánh với đan hỏa thành căn cơ thâm hậu tranh lệch là không cách nào rút ngắn cho nên nghe được ba chữ đan hỏa thành kia tứ đại hoàng giả cũng tốt bàn long phiệt chủ cũng tốt đều biến sắc đan hỏa thành vân trung minh hoàng kia nhướng mày đan hỏa thành này là xem không được lưu ly vương thành chúng ta hơi có chút khởi sắc sao có chút manh mối muốn đi ra chèn ép đây quả thực là khinh người quá đáng bệ hạ việc này chúng ta không thể để cho bọn hắn khi dễ như vậy Trấn Tuế Minh Hoàng là người tính tình nóng này, ngược lại là Giã Hồ Minh Hoàng, trong mắt lóe ra hào quang trí tuệ, ánh mắt bắn về phía Giang Trần. Trần Đan Vương, lúc trước người dâng ra vạn thọ đan, lệnh sư có nói qua, vạn thọ đan này, thiên hạ có bao nhiêu thế lực biết luyện chế hay không? Ánh mắt của người khác cũng đều tò mò nhìn sang Giang Trần. Giang Trần ngược lại vô cùng bình tĩnh, khẩu khí kiên định. Sư tôn ta chính miệng nói qua, vạn thọ đan là bí mật độc nhất vô nhị tại nhân loại cương vực không có khả năng có người khác biết luyện chế. Lệnh sư xác định như vậy, hắn có phải xác định như vậy hay không ta không biết, nhưng thầy của ta ta rất rõ ràng. Ta không tin, nhân loại cương vực có cường giả đan đạo nào, có thể ở phương diện này sánh vai với hắn. Cho nên, đối với lão nhân gia ông ta, ta là tin tưởng không nghi ngờ. Giang Trần tự nhiên không thể nói, vạn thọ đan này là đồ vật từ chư thiên vị diện truyền đến, thần uyên đại lục không có khả năng có người biết luyện chế. Nhưng mà, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, đan hỏa thành kia đi ra chặn ngang một cước, nhất định là bất diệt thiên đâu dở cho quỷ. Bất diệt thiên đô nhìn thấy Lưu Ly Vương Thành tuyên bố bản quyền vạn thọ đan, trong nội tâm biết rõ đấu không lại Lưu Ly Vương Thành, dứt khoát một không làm, hai không ngớt, ngược lại đi hợp tác với đan hỏa thành. Trường 1383, Đan Hỏa Thành khiêu khích hai Tuy việc này Giang Trần không có tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn cơ hồ có thể xác định, sự thật là như thế. Cái này như tận mắt nhìn thấy, căn bản không cần hoài nghi. Mọi người thấy Giang Trần khẳng định như vậy, thái độ đều không giống nhau. Khổng tước đại đế tự nhiên đối với Giang Trần không chút nghi ngờ. Bàn Long Việt chủ cũng thập phần vững tin, mà Vân Trung Minh Hoàng cũng không quá hoài nghi. Ba Minh Hoàng khác thì hoặc nhiều hoặc ít có chút hoài nghi, cảm thấy chân đan vương này có lẽ có chút nói quá sự thật rồi. Có lẽ, vạn thọ đan này không phải bí mật độc nhất vô nhị, có lẽ đan hỏa thành từ chỗ nào chứng kiến đan phương vạn thọ đan, cũng nói không chừng giang trần thấy ánh mắt mấy minh hoàng kia tựa hồ mang theo vài phần hồ nghi nội tâm tự nhiên có chút mất hứng nhàn nhạt mở miệng nói vạn thọ đan là bí mật độc nhất vô nhị đây là không thể nghi ngờ bất quá nếu như chư vị tiền bối cảm thấy không dám cùng đan hỏa thành cạnh tranh muốn vứt bỏ vạn thọ đan vãn bối cũng không thể nói gì hơn dừng một chút ngữ khí của giang trần kiên định bất quá là đồ đạc của ta người khác muốn chiếm lấy cũng chiếm không đi mặc dù hiện tại bọn hắn cường thế chiếm lấy một ngày kia, ta cũng sẽ để cho bọn hắn cả vốn lẫn lời nhổ ra. Đây tuyệt đối không phải Giang Trần ăn nói lung tung, huynh hoang. Vạn Thọ Đan bị người lợi dụng đến, lợi dụng đi, Giang Trần đã phi thường chán ghét. Bất Diệt Thiên Đô, Vương Đình Đại phiệt, hôm nay là đan hỏa thành. Đều đem Vạn Thọ Đan trở thành công cụ, hồ phong hoán vũ. Giang Trần làm sao có thể không tức giận, thấy khẩu khí của Giang Trần như vậy, ba minh hoàng có chút hoài nghi kia đều ngạc nhiên, thậm chí trên mặt lộ ra một chút tức giận mặc kệ tiểu tử ngươi được bệ hạ thưởng thức ra sao nhưng mà ở trước mặt tiền bối lại dám nói ẩu nói tả như thế bất quá giang trần nói ra hiển nhiên không có ý định thu hồi lại chắp tay nói với khổng tước đại đế bệ hạ vạn thọ đan này lúc trước lão sư của ta ở vạn tượng cương vực từng chỉ điểm qua đan càn cung cung chủ đan càn cung nghiền nát đan phương vạn thọ đan bị bất diệt thiên đô cướp đi hôm nay cái gọi là vạn thọ đan của đan hỏa thành đơn giản là bất diệt thiên đô dâng ra mà thôi bất diệt thiên đô thấy khổng tước thánh sơn tuyên bố vạn thọ đan có chủ quyền biết rõ đối kháng không lại lưu ly vương thành cho nên lui mà cầu tiến ôm lấy đùi của đan hỏa thành mà đan hỏa thành ở thế giới đan đạo gần đây nói một không hai bọn hắn bá quyền không dùng khiêu chiến gặp lưu ly vương thành có được vạn thọ đan bọn hắn không khẩn trương mới là lạ lời vừa nói ra trên mặt tứ đại hoàng giả còn có chút giận dữ giờ phút này đã từ từ biến mất mà chuyển biến thành khiếp sợ bừng tỉnh đại ngộ chi tiết này trước kia bọn hắn không ngờ tới chỉ lo hoài nghi chân đan vương này lại không nghĩ rằng đan hỏa thành dụng tâm hiểm ác khổng tước thánh sơn đã nhận được vạn thọ đan thật sự là cơ hội mở ra tay chân nhanh chóng khuếch trương đan hỏa thành với tư cách đan đạo bá chủ làm sao có thể ngồi nhìn lưu ly vương thành bọn hắn bởi vì vạn thọ đan mà quật khởi làm sao có thể cho phép bá quyền của mình ở lĩnh vực đan đạo lọt vào lưu ly vương thành khiêu chiến nghiêm trọng khổng tước đại đế có chút thưởng thức gật đầu trên thực tế nguyên nhân này khổng tước đại đế lòng dạ biết rõ chỉ là hắn không nghĩ tới tuy địa vị của giang trần không cao nhưng tầm mắt lại cao như vậy vậy mà có thể lập tức hiểu rõ cong cong thẳng thẳng trong này từ trên đại cục nhìn ra hạch tâm vấn đề vốn cũng rất thưởng thức thiên phú của giang trần hôm nay nhìn thấy giang trần nhìn rõ đại cục như vậy càng làm cho khổng tước đại đế thưởng thức giang trần tiếp tục bão táp mỉm cười khổng tước đại đế mang theo dáng cười cười thăm dò hỏi nếu như thế trần đan vương người có kế sách ứng đối gì không giang trần biết rõ đây là khổng tước đại đế thăm dò mình lập tức suy tư một lát lại nói có thượng trung hạ ba sách a à, khổng tước đại đế nhịn không được cười lên bổn đế một sách vẫn chưa hoàn thiện người lại có ba sách hạ sách là cùng đan hỏa thành bính nắm tay người nào lớn thì lời nói người đó có trọng lượng thực lực của lưu ly vương thành không thua đan hỏa thành nhưng mà luận lực ảnh hưởng đan đạo qua nhiều năm như vậy lực ảnh hưởng của đan hỏa thành hiển nhiên càng sâu xa cho nên đây là hạ sách, về phần trung sách, chính là chẳng quan tâm, bọn hắn bán của bọn hắn, chúng ta bán của chúng ta, mọi người dùng chất lượng đan dược nói chuyện. Chỉ cần chất lượng đan dược của chúng ta không kém bọn hắn, dù bọn hắn kêu gào, cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao loại sự tình này, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ai cũng phân biệt không rõ. Nếu như đan hỏa thành bọn hắn thật sự có vạn thọ đan, sao sớm không lấy ra? Cho nên, thuyết pháp của bọn hắn, kỳ thật cũng là chân đứng không vững mọi người nghe vậy đều kìm lòng không được gật đầu kể cả ba hoàng giả trước kia có chút hoài nghi giang trần cũng cảm thấy chân đan vương này phân tích rất có đạo lý khổng tước đại đế có nhiều ý tứ hàm xúc cười cười vậy thượng sách thì sao tất cả mọi người vãnh tai ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm giang trần chờ hắn nói ra thượng sách thượng sách tự nhiên là ở trên kỹ thuật triệt để đánh bại bọn hắn để cho bọn hắn thua không lời nào để nói chỗ tốt lớn nhất của việc này là dao động địa vị bá chủ của đan hỏa thành ở đan dược giới. Dù loại cục diện này sẽ không thoáng cái chấm dứt, nhưng ít ra có thể dao động căn cơ của bọn hắn. Ta tin tưởng, quái vật khổng lồ như Lưu Ly Vương Thành cũng không muốn ở lĩnh vực đan đạo, bị đan hỏa thành ép tới không thể động đậy, không hề có tính tình A. Không thể không nói, Giang Trần nói, mang theo tính cổ động rất mạnh, lực kích động rất mạnh. Nếu không phải thực lực đan đạo không đủ, không đủ để cùng đan hỏa thành quyết tranh hơn thua, lưu ly vương thành ai nguyện ý chứng kiến loại cục diện này thậm chí cả nhân loại cương vực kỳ thật cũng không hy vọng chứng kiến cục diện đan hỏa thành một nhà độc đại dù sao loại cục diện này đối với người tiêu thụ mà nói là phi thường bất lợi đan hỏa thành lũng đoạn bảy thành đan đạo cái kia đều là thành lập trên cơ sở bóc lột đan hỏa thành xuất phẩm đan dược trình độ so với đan dược cùng loại cao hơn không ít đan hỏa thành thông qua đủ loại con đường chèn ép đối thủ cạnh tranh làm cho đối thủ cạnh tranh căn bản tìm không ra con đường tồn tại. Mặc dù là quái vật khổng lồ như Lưu Ly Vương Thành, cũng chỉ có thể ở Lưu Ly Vương Thành, cùng mấy vực quanh thân, Tam đoan mình không bị đan dược của Đan Hỏa Thành xâm nhập. Về phần địa phương khác, trên cơ bản đều là thiên hạ của Đan Hỏa Thành. Sinh ý đan dược của Lưu Ly Vương Thành, đối với Lưu Ly Vương Thành mà nói, cũng là một thu nhập trọng yếu, cũng là mạch máu. Chương 1384, chủ động xuất kích. Thế nhưng mà mạch máu này vẫn bởi vì đan hỏa thành tồn tại, mà không cách nào lớn mạnh, không cách nào làm tới trình độ bọn hắn muốn. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là vì đan hỏa thành cường thế, đan hỏa thành nội tình. Thượng cổ đan phương của đan hỏa thành, hệ thống bồi dưỡng đan vương của đan hỏa thành, các loại đan đạo điển tịch của đan hỏa thành, đều là gấp 3-4 lần lưu ly vương thành. Loại tranh lệch này, không phải thời gian chuyển rời có thể rút ngắn. Thậm chí, loại tranh lệch này, theo thời gian trôi qua, ngược lại có khả năng càng ngày càng kéo dài. Cho nên, thời gian dài đến nay, phương diện lưu ly vương thành, cảm xúc đối với đan hỏa thành phi thường phức tạp, đã có hâm mộ, lại có căm thù, thậm chí là ghen ghét. Vì thế, phương diện lưu ly vương thành cũng làm rất nhiều cố gắng. Kể cả khổng tước đại đế ở bên trong, cũng vì thế làm rất nhiều sự tình. Thế nhưng mà loại tranh lệch này, nhiều lắm là ngang hàng, không có tiếp tục mở rộng mà thôi. Ở dưới loại tranh lệch này, không có kéo lớn, kỳ thật cũng đã xem như thắng lợi rồi thẳng đến giang trần dâng ra đan phương vạn thọ đan làm cho bên khổng tước thánh sơn cảm thấy đã tìm được một cơ hội tìm được một điểm ra tay nếu như vạn thọ đan này có thể thuận lợi sản xuất thuận lợi lan tràn tiêu hướng cả cương vực nhân loại đối với thị trường đan dược mà nói tuyệt đối là một phá vỡ nói như vậy lực ảnh hưởng của lưu ly vương thành tại lĩnh vực đan đạo thị trường định mức cũng sẽ như diều gặp gió chỉ là bọn hắn cấu tứ vẫn còn ở giai đoạn hình thức ban đầu liền phát hiện kế hoạch còn chưa kịp áp dụng đan hỏa thành đã chèn ép đến rồi. Cho nên, Giang Trần vừa nói ra thượng sách, tất cả mọi người tim đập thình thịch. Bất quá, sau khi tâm động, tất cả mọi người lại nhao nhao cười khổ. Dùng kỹ thuật đánh bại, cái này nói dễ vậy sao? Nếu như đan hỏa thành dễ dàng bị đánh bại như vậy, lĩnh vực đan đạo cạnh tranh tàn khốc như thế, làm sao đan hỏa thành có thể chiếm cứ nhiều định mức như vậy? Đan hỏa thành có thể ở lĩnh vực đan đạo chiếm cứ bảy thành lợi ích, cũng là bởi vì bọn hắn ở kỹ thuật có ưu thế áp đảo thượng cổ đan phương các loại đan dược chân quý các loại đan dược người không thể phục chế các loại kỹ thuật đan đạo tầng tầng lớp lớp còn có nội tình đan đạo phong phú đây hết thảy hết thảy đều là thế lực khác căn bản không cách nào so sánh cũng bởi vậy đan hỏa thành nhìn như chỉ là một thành nhưng trên thực tế sau lưng tất cả mọi người đang suy đoán ở trong thượng bát vực đến cùng có mấy nhất phẩm tông môn là bị đan hỏa thành âm thầm điều khiển tại nhân loại cương vực nhất phẩm tông môn cũng không quá đáng là tám cái thế lực vượt qua nhất phẩm tông môn càng là chưa đủ năm cái như lưu ly vương thành đan hỏa thành những cái này đều là tồn tại siêu việt nhất phẩm tông môn nhưng mà mặc dù lưu ly vương thành có sức ảnh hưởng đối với không ít tông môn nhưng hiển nhiên cũng không có đạt tới tình trạng âm thầm điều khiển ở trên điểm này đan hỏa thành lại bất đồng thủ đoạn của đan hỏa thành càng thêm hiệu quả và lợi ích bọn hắn lợi dụng lực ảnh hưởng đan đạo cường đại của mình thẩm thấu đến tất cả tông môn từ đó đạt tới mục đích bọn hắn muốn có thể nói, tại nhân loại cương vực, Lưu Ly Vương Thành là tồn tại tất cả mọi người không muốn gây. Mà đan hỏa thành, lại tồn tại mà tất cả mọi người không dám chọc. Ở phương diện uy tín, lực chấn nhiếp, đan hỏa thành thậm chí còn hơn Lưu Ly Vương Thành nửa trù. Tựa hồ chấn tuế minh hoàng đối với Giang Trần nói bốc nói phét có chút không ưa, ngữ khí không vui nói. Trần Đan Vương, ta không biết thầy của ngươi mạnh như thế nào, bất quá, đan hỏa thành qua nhiều năm như vậy, có thể một mực vững vàng chiếm cứ bảy thành lợi ích ở lĩnh vực đan đạo, không phải ngươi nói muốn dùng kỹ thuật đánh bại là thật có thể đánh bại bàn long việt chủ cũng cười khổ nói đúng vậy a à, trần đan vương chuyện này nghe rất hay nhưng muốn làm được trừ khi ngươi có thể nói động thầy của ngươi tự thân xuất mã bàn long việt chủ tập trung tinh thần đều ở trên người lão sư của giang trần hắn đối với giang trần cái kia thần bí lão sư tuyệt đối đã đến cúng bái cấp bậc trình độ thậm chí muốn giang trần mời lão sư rời núi giúp hắn luyện chế một viên tùng hạc đan Giã Hồ Minh Hoàng tràn ngập trí tuệ cười nói, lão sư của chân đan vương, đích thị là thế ngoại cao nhân, đã vượt ra tầm mắt thế tục. Muốn thỉnh động, dùng ta xem là không dễ dàng. Hiển nhiên, chuyện cho tới bây giờ, mọi người kiến thức thủ đoạn cùng thiên phú của Giang Trần, đối với, lão sư, của hắn tồn tại, đã không có người hoài nghi. Khổng tước đại đế bỗng nhiên nói, danh sư xuất cao đồ, lão sư của chân đan vương, có lẽ là cao nhân lánh đời không ra, bất quá chân đan vương dám nói dùng kỹ thuật đánh bại, nhất định cũng có nơi dựa dẫm. Mọi người không ngại nghe chân đan vương nói kỹ càng một chút. Không tước đại đế định ra nhạc dạo, những người khác cũng không nên phản bác cái gì. Phương diện khác ta không dám nói bốc nói phét, nhưng mà ở phương diện vạn thọ đan, muốn dùng kỹ thuật đánh bại bọn hắn, lại có gì khó. Không phải giang trần tự đại, mà vạn thọ đan này căn bản chính là đan phương hắn lấy ra, mặc kệ đan vương bên đan hỏa thành kia giỏi đến cỡ nào, ở trên đan phương nguyên sang của hắn, là không có khả năng vượt qua hắn. Huống chi, đây chẳng qua là vị diện thế tục bình thường, đối thủ cường thịnh hơn nữa, cũng không có khả năng so với chư thiên kiếp trước. Cho nên, Giang Trần nói những lời này, thật đúng là có lực lượng của hắn. Khổng tước đại đế nghe vậy, lông mày nhíu lại, trong nội tâm vui vẻ. Nhìn thấy Giang Trần không có bỏ gánh, cũng không có lùi bước, ngược lại nghênh khó mà lên. Ít nhất, loại khí độ này, là khổng tước đại đế rất cam tâm tình nguyện chứng kiến, lập tức khích lệ nói vạn thọ đan là nguyên sang của lão sư trân đan vương trân đan vương với tư cách người thừa kế tất nhiên là kẻ có được vạn thọ đan hợp pháp mặc dù đan hỏa thành có được vạn thọ đan cũng nhất định là bất diệt thiên đô cướp bóc đoạt được là vật bất nghĩa chúng ta đường đường chính chính lấy được đan phương vạn thọ đan trên đạo nghĩa là chiếm thượng phong nếu như trên kỹ thuật lại có thể đánh bại bọn hắn vạn thọ đan này tự nhiên là lưu ly vương thành sở hữu nói xong ánh mắt khổng tước đại đế cổ vũ nhìn về phía giang trần hỏi trần đan vương người có mấy thành nắm chắc giang trần cân nhắc chốc lát bảy tám phần nắm chắc hắn cũng không có đem lời nói đầy miễn cho mọi người cảm thấy hắn điên dù sao hắn hiện tại trên danh nghĩa vẫn chỉ là một sơ giai đan vương mà thôi chuyện thế gian có ba thành nắm chắc có thể đánh cực một lần rồi bảy tám phần nắm chắc cái kia phần thắng là rất lớn đan hỏa thành đã giáp tâm bất lương Lưu Ly Vương Thành ta há lại sợ chiến một trận. Chư vị, các ngươi cảm thấy như thế nào? Chương 1385, Đan Cực Đại Đế một. Trong giọng nói của Khổng Tước Đại Đế, mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin. Nhìn như hỏi thăm, kỳ thật đã là hướng mọi người tuyên bố rồi. Bệ hạ so đo đã định, chúng ta tất nhiên là toàn lực ủng hộ. Đan Hỏa Thành khinh người quá đáng, là lúc nên giáo huấn bọn hắn rồi. Nếu như lần này có thể ở lĩnh vực vạn thọ đan hung hăng đánh bại bọn hắn, Đối với lực ảnh hưởng của Lưu Ly Vương thành ta, cũng là một lần tăng lớn. Đúng, cơ hội ngàn năm một thuở này, không thể bỏ qua. Đa Mai Minh Hoàng nãy giờ không nói gì, nàng là nữ tử, bỗng nhiên ngữ khí lạnh lùng nói: "Mọi người chỉ muốn giáo huấn Đan Hỏa Thành, vạn nhất thất bại, chúng ta phải xử lý như thế nào? Được làm vô thua làm giặc, một khi chúng ta thất bại, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị người chê cười là trộm cướp vạn thọ đan." Tiếng xấu bực này, đối với Khổng Tước Thánh Sơn ta, đối với lưu ly vương thành ta, lại không phải tin tức tốt gì a à. Đa Mai Minh Hoàng kịp thời đứng ra dội nước lã, không tước đại đế cười nói, trận chiến này, không quan hệ thắng thua, chỉ liên quan đến chính ta. Vạn thọ đan là vật của chân đan vương, chúng ta đại biểu là chính nghĩa. Dù trận chiến này thất bại, chúng ta cũng không thẹn với lương tâm. Đúng, mặc kệ thắng thua, lai lịch của vạn thọ đan, chúng ta đường đường chính chính. Dù không có thắng, chúng ta cũng yên tâm thoải mái luyện chế vạn thọ đan, nói cho cùng mọi người vẫn là không muốn buông tha vạn thọ đan cũng biết vạn thọ đan mang đến buôn bán mấu chốt cực lớn là cơ hội có thể để cho lưu ly vương thành ở lĩnh vực đan đạo càng tiến một bước khổng tước đại đế giải quyết dứt khoát nếu như thế khổng tước thánh sơn ta lập tức phát ra thanh minh từ ngày hôm nay vạn thọ đan là bí mật độc nhất vô nhị của khổng tước thánh sơn ta bất luận thế lực nào không được tự mình luyện chế tự mình luyện chế vạn thọ đan đều coi là trộm cướp nếu như có người không phục trong vòng 3 tháng, có thể đến khổng tước Thánh Sơn ta công khai tỉ thí. Nếu có thể ở trên vạn thọ đan thắng khổng tước Thánh Sơn ta, thì có thể vì tiện luyện chế. Như nếu không, sẽ gọi là đạo văn, không thể không nói, khổng tước đại đế phách lực 10 phần. Dù đối mặt quái vật khổng lồ đan hỏa thành, lúc nên ra tay, hắn cũng cực kỳ nghiêm túc. Hơn nữa, cái thanh minh này, rất có tính công kích, không phải loại bị động chờ đợi, mà là chủ động xuất kích. Loại thái độ này, Giang Trần Phi thường thưởng thức. Nếu như chờ đan hỏa thành chủ động xuất kích, bên khổng tước Thánh Sơn cũng chỉ có thể bị động nghênh chiến, sẽ lâm vào trong tiết tấu của đối phương. Mà cái thanh minh, chủ động xuất kích này, mặc kệ đan hỏa thành có âm mưu quỷ kế gì, hết thảy đều không dùng được, bởi vì khổng tước Thánh Sơn thanh minh đã chiếm cứ tiên cơ. Khổng tước Thánh Sơn thanh minh, thông qua đủ loại con đường, chỉ ba ngày thời gian, liền truyền khắp cả nhân loại cương vực, đã tạo thành lực ảnh hưởng cực lớn. Vạn thọ đan là chủ đề đứng đầu gần đây, lại lần nữa thành tiêu điểm của cả nhân loại cương vực. bên đan hỏa thành đồng dạng không ngoại lệ. trước tiên nghe được tin tức này, bên đan hỏa thành cũng trở tay không kịp. vốn bọn hắn đã âm thầm bố trí một loạt thủ đoạn, chuẩn bị cắn ngược lại một cái, phù hãm khổng tước thánh sơn trộm cắp đan phương vạn thọ đan, từ đó chèn ép uy tín của lưu ly vương thành. nhưng mà một loạt thủ đoạn kia vẫn còn ở trong chủ tính, lại không nghĩ rằng khổng tước thánh sơn đánh đòn phủ đầu, thoáng cái quấy dày bố trí của bọn chúng. Đan Hỏa Thành cùng Bất Diệt Thiên Đô đều rất là nổi giận. Đan Hỏa Thành, Đan Hỏa Thành đại thành chủ Đan Cực Đại Đế, bất luận phương diện nào đều không chút thua kém cường giả Khổng Tước Đại Đế, lúc này hắn đang triệu kiến đại biểu đan đạo của Bất Diệt Thiên Đô. Lúc này đây, đại biểu đan đạo của Bất Diệt Thiên Đô đều là đan vương đỉnh cấp. Người dẫn đội của Bất Diệt Thiên Đô là đan vương tư lịch giả lão, thực lực mạnh nhất, tên Thi Dương Thư. Bất quá, mặc dù là đan vương tư lịch nhất của Bất Diệt Thiên Đô, ở trước mặt Đan Hỏa Thành đại thành chủ Đồng dạng vẫn phải đi lễ tiết tiểu bối, bởi vì, Đan Hỏa thành đại thành chủ Đan Cực đại đế, đây chính là một trong những cường giả cấp cao nhất của Thượng Bát Phực. Thành danh mấy ngàn năm, bất kể là danh vọng hay địa vị, ở trong các cự đầu của Thượng Bát Phực, cơ hồ không người nào dám nói vững vàng áp qua hắn. Bệ hạ, không thể tưởng được Lưu Ly Vương thành vô sỉ như vậy, chẳng những hủy sinh ý của Bất Diệt Thiên Đô ta, còn muốn chiếm lấy Đan Phương Vạn Thọ Đan, Giá tâm của bọn hắn rất lớn a. À. Thì Đan Vương kia phàn nàn cũng mang theo vài phần châm ngòi ly rán. Đan cực đại đế cười nhạt một tiếng, như thế nào nghe không hiểu chút thủ đoạn ấy của thi dương thư. Chỉ là, đan cực đại đế bất động thanh sắc, nhưng lại hỏi. Bất diệt thiên đô người từ vạn tượng cương vực đạt được vạn thọ đan trải qua như thế nào, cẩn thận nói ra. Bổn đế nhất định phải biết rõ, vạn thọ đan của lưu ly vương thành, đến cùng con đường phát ra là ở đâu. Làm không rõ điểm này, thế cục sẽ rất bị động. Ở trước mặt Đan Cực Đại Đế, thì Dương Thư thật đúng là không có cơ hội đùa nghịch tiểu thông minh gì, mặc kệ hắn cam tâm tình nguyện hay không, cũng phải ngoan ngoãn đem quá trình nói một lần. Cũng may, loại cướp đoạt này, ở trong thế giới võ đạo cũng không hiếm thấy. Sau khi Đan Cực Đại Đế nghe xong, cũng chỉ cười cười từ chối cho ý kiến. Nghe nói Bất Diệt Thiên Đô các ngươi đến nay còn không có đuổi bắt hết dư nghiệt của Đan Càn Cung. Bỗng nhiên Đan Cực Đại Đế hỏi, thì Dương Thư khẽ giật mình, vẫn gật đầu đan càn cung dương nhiệt hết sức giảo hoạt nhưng đợi một thời gian nhất định có thể một mẻ hốt gọn bọn chúng đan cực đại đế cười nhạt một tiếng ngữ khí đờ đẫn chỉ sợ bất diệt thiên đô ngươi không có cơ hội rồi bệ hạ vì sao nói vậy thi dương thư hơi có chút giật mình rất hiển nhiên đan càn cung dương nhiệt đã bị lưu ly vương thành hợp nhất chính xác ra là bị khổng tước thánh sơn hợp nhất rồi mặc dù đan cực đại đế không có tận mắt nhìn thấy nhưng lời này lại nói thập phần kiên định làm cho không người nào có thể nghi vấn mỗi tiếng nói cử động của hắn đều có một loại mị lực đặc biệt phảng phất hắn nói mỗi một câu đều là chân lý để cho nhân sinh không thể nghi vấn thi dương thưa kia lúng ta lúng túng im lặng yết hầu nuốt vài cái cười khổ nói chẳng lẽ bất diệt thiên đô ta bao vây chặn đánh lại còn để cho đan cản cung yêu nghiệt kia chạy trốn tới lưu ly vương thành yêu nghiệt trong miệng hắn tự nhiên là nói giang trần đan cực đại đế cười nhạt một tiếng cái này là năng lực làm việc của bất diệt thiên đô các ngươi sao. Gây họa xong, bờ mông cũng lau không sạch, người sớm không dâng ra, muộn không dâng ra, đã đến bước đường cùng, mới tới dâng ra vạn thọ đan. Người có biết, chính bởi vì các ngươi ngu xuẩn, mới làm cho cục diện chuyển biến xấu như bây giờ không? chương 1386, Đan Cực Đại Đế 2 Đan Cực Đại Đế nói đến đây, ngữ khí cũng nhiều thêm vài phần nghiêm khắc. Tựa như gian dạy tiểu hài tử, nhưng thị dương thư kia lại không dám tranh luận, chỉ là cười khổ lắc đầu. Hắn cũng biết, đan cực đại đế nói đều là lời thật. Nếu như sớm hiến đan phương vạn thọ đan cho đan hỏa thành, cục diện tuyệt đối không đến mức luân lạc tới nước này. Ngay từ đầu, cũng là bởi vì bọn hắn kiêng kỳ quái vật khổng lồ đan hỏa thành này, sợ sau khi dâng ra, bị đan hỏa thành một ngụm nuốt sạch. Cho nên ngay cả thị trường đan hỏa thành, cũng không dám đơn giản thử nước. Mà là trước lựa chọn đi lưu ly vương thành thử nước. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn bại ở lưu ly vương thành bị khổng tước thánh sơn liên tục hợp quyền đánh tới bất diệt thiên đô thoáng cái lâm vào bị động bất đắc dĩ mới nghĩ đến đầu nhập vào đan hỏa thành muốn dùng lợi ích cực lớn của vạn thọ đan bỏ lên đan hỏa thành cái tính toán này là tốt chỉ tiếc khổng tước thánh sơn ra chiêu lần nữa làm cho đan hỏa thành cũng lâm vào bị động nếu như hiện tại đan hỏa thành đứng ra đã mất tiên cơ ở trên đạo lý liền không thể nào nói nổi cũng không thể ở lúc người ta vừa tuyên bố chủ quyền của vạn thọ đan, ngươi liền nhảy ra nói đây là đan phương của ngươi. Nói như vậy, hiển nhiên quá bị động, ngoại giới khó tránh khỏi sẽ hoài nghi, nếu đan hỏa thành ngươi quả thật có đan phương, vì cái gì sớm không công bố, muộn không công bố, lại cứ đợi khổng tước thánh sơn tuyên bố xong, ngươi mới nhảy ra. Đây rõ ràng là cố ý quấy rối đây cũng là địa phương hiện tại đan hỏa thành bị động nhất. Chỉ có điều, bị động quy bị động, muốn bọn hắn buông tha vạn thọ đan, Hiển nhiên là không thực tế. Huống chi, đạt được đan phương Vạn Thọ đan vẫn là Lưu Ly Vương Thành. Đây là đối thủ mà Đan Hỏa Thành không nguyện ý chứng kiến nhất. Nếu như thế lực khác đạt được Vạn Thọ đan, mặc dù đối với Đan Hỏa Thành sẽ có một ít ảnh hưởng, nhưng cái ảnh hưởng này theo thời gian trôi qua, chậm rãi cũng có thể tiêu mất. Bọn hắn có thể dùng rất nhiều thủ đoạn đến tan rã những ảnh hưởng mặt trái này. Thế nhưng mà Lưu Ly Vương Thành không được, Lưu Ly Vương Thành là xương cứng mà Đan Hỏa Thành cũng khó có khả năng gặm người ta căn bản sẽ không theo quy củ của bọn hắn đến chơi. Bất kể là đoạt, hay là xảo thủ, những thủ đoạn này, ở trên người Lưu Ly Vương Thành, đều khó có khả năng đi được. Bởi vì, Lưu Ly Vương Thành một mực đều không phục đan hỏa thành, một mực gắng sức siêu việt đan hỏa thành. Nguyễn không được, ngạnh cũng không được, vậy còn lại, chỉ có lựa chọn duy nhất, là khiêu chiến khổng tước Thánh Sơn. Không phải khổng tước Thánh Sơn phát ra thanh minh sao, trong vòng 3 tháng, nếu có nghi vấn, có thể đi khiêu chiến bọn hắn, chỉ cần ở trên vạn thọ đan hơn khổng tước thánh sơn, liền có thể chuyển bại thành thắng, đoạt lại vạn thọ đan. Nói trắng ra, cuối cùng nhất vẫn là thắng làm vua thua làm giặc. Đan cực đại đế nhẹ nhàng vuốt vuốt chén ngọc trong tay, bỗng nhiên cười nói. Thi Pháp Phương, tin tức của ngươi đã đưa đến, có thể trở về. Trở về, Thi Dương Thư quả thực sướng sờ. Bệ hạ, lần này ta đến, là phụng lệnh tông chủ, thành tâm thành ý đến cùng Đan Hỏa Thành nói chuyện hợp tác hợp tác đan cực đại đế cười nhạt một tiếng không biết ngươi lấy cái gì đến cùng ta hợp tác vạn thọ đan a thi dương thư cảm thấy không hiểu thấu vạn thọ đan nhớ không lầm hiện tại vạn thọ đan ở trong tay lưu ly vương thành a với bất diệt thiên đô ngươi lại có liên quan gì ngữ khí của đan cực đại đế như cũng là mây trôi nước chảy trong nội tâm thi dương thư máy động biến sắc bệ hạ ngài ngài đây là muốn bỏ bất diệt thiên đô chúng ta qua một bên sao bỏ qua một bên đan cực đại đế khoan thai cười cười cho tới bây giờ bất diệt thiên đô ngươi còn không có nhập cục được a à? nếu như ngươi không phục có thể đi khổng tước thánh sơn khiêu chiến thắng khổng tước thánh sơn vạn thọ đan tự nhiên là của các ngươi đến lúc đó ngươi tự nhiên có tư cách đến nói chuyện hợp tác với bổn đế hiện tại dáng tươi cười của đan cực đại đế ý vị thâm trường đã muốn đan hỏa thành xuất mã cùng lưu ly vương thành đánh nhau chết sống cái kia cần gì phải mang bất diệt thiên đô lên chơi trong nội tâm thi dương thư trầm xuống ngập ngừng nói bệ hạ lời nói không thể nói như vậy nếu như lần này chúng ta không mang đan phương vạn thọ đan đến bên các ngươi không biết đan phương vạn thọ đan thì làm sao đi đấu với lưu ly vương thành nói cho cùng bất diệt thiên đô chúng ta sắc mặt của đan cực đại đế trầm xuống đan phương các ngươi có đan phương chẳng lẽ đan hỏa thành ta không có con đường đạt được đan phương sao trong nội tâm thi dương thư đã triệt để minh bạch đan cực đại đế là muốn quyệt nợ thề thốt phủ nhận. Nói trắng ra, chính là muốn bỏ bất diệt thiên đô qua một bên. Bệ hạ, ngài không thể bá đạo như vậy a. À. Ngữ khí của đan cực đại đế đờ đẫn. Chuẩn tắc làm việc của bổn đế, chẳng lẽ bất diệt thiên đô người còn không biết sao? Thi Dương Thư không phản bác được, mặc dù trong nội tâm có muôn vàn lửa giận, lại không dám phát ra. Chỉ cần mình nói một câu bất kính, đan cực đại đế tắt một cái, có thể đập mình thành cho bụi. Như vậy, việc này đã vượt qua thi mỗ không chế. Thì mỗ lập tức trở về bẩm báo tông chủ, mời tông chủ định đoạt. Trong nội tâm thi dương thư hiển nhiên là mất hứng, nhưng cũng biết, dùng năng lực của hắn, căn bản không vãn hồi được cái gì. Bất quá, bất diệt thiên đô tốt xấu cũng là nhất phẩm tông môn, nhất phẩm tông môn cũng có điểm mấu chốt của nhất phẩm tông môn. Tuy đan hỏa thành rất cường, nhưng không có nghĩa là bất diệt thiên đô sẽ tùy ý bị đan hỏa thành khi dễ. Nhìn thi dương thư thở phì phì rời đi, khóe miệng của đan cực đại đế tràn ra một tia cười lạnh, dáng tươi cười ý vị thâm trường, cũng không biết đang suy tư cái gì. Thật lâu sau, ánh mắt của đan cực đại đế mới ung dung nhìn hướng nam, đó là phương hướng của lưu ly vương thành. Ngữ khí nhàn nhạt, không tước đại đế, bổn đế không biết lưu ly vương thành ngươi nơi nào đến lực lượng, lại dám phát ra thanh minh như vậy. Đây là muốn công nhiên khiêu chiến nội tình đan đạo của đan hỏa thành ta sao? Đã như vậy, vậy hãy để cho đan hỏa thành ta hảo hảo cho lưu ly vương thành ngươi một bài học, cho các người biết rõ mình là ếch ngồi đáy giếng bực nào theo lưu ly vương thành phát ra thanh minh, toàn bộ thượng bát vực liền lâm vào xôn xao. Ba ngày sau, đan hỏa thành rốt cục có động tác kế tiếp, bọn hắn cũng ban bố một thanh minh, nói vạn thọ đan là của đan hỏa thành bọn hắn, không biết nguyên nhân gì, bị người đạo văn, lưu lạc đến trong tay lưu ly vương thành. Hôm nay nói miệng không bằng chứng, một tháng sau, đại biểu của đan hỏa thành sẽ bái phỏng lưu ly vương thành khổng tước thánh sơn, cùng khổng tước thánh sơn ở trên vạn thọ đan phân cao thấp, dùng cái này phân biệt thật giả, chương 1387, đồn đoán một Thanh minh cứng đối cứng này, thoáng cái làm mâu thuẫn trở nên gay gắt. Hai đại cự đầu một nam một bắc thượng bát vực, cứ như vậy đụng phải. Mà tiêu điểm va chạm, bất ngờ là vạn thọ đan. Ai cũng biết, đạt được vạn thọ đan, liền tương đương đạt được một con đường phát tài lâu dài. Tiềm lực, giá trị, của vạn thọ đan thị trường, tất cả mọi người đều biết. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới, vì vạn thọ đan này, vậy mà làm cho đan hỏa thành cùng lưu ly vương thành va chạm đến không để lối thoát như thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thượng bát vực đều tràn đầy chờ mong. Một tháng sau, cái kỳ hạn này cũng không tính dài. Đan hỏa thành xây dựng ảnh hưởng còn ở đó, tuy trận chiến này còn chưa bắt đầu, nhưng tin tức đã điên truyền khắp thế giới. Chỉ là, trên cơ bản, tất cả vực thế lực của nhân loại cương vực đều thiên về đan hỏa thành. Dù sao, ở lĩnh vực đan đạo, cách cục của cả nhân loại cương vực đã duy trì hơn 3.000 năm cơ hồ là đan hỏa thành một nhà độc đại tuy lưu ly li vương thành cũng không tệ nhưng lĩnh vực đan dược cũng không quá đáng là gần ngàn năm nay mới toát ra một chút manh mối hoàn toàn không đủ để hình thành uy hiếp tới đan hỏa thành đừng nói ngoại giới dư luận xôn xao coi như là trong khổng tước thánh sơn cũng có rất nhiều nghi vấn từ đại hoàng giả đồng dạng đối với quyết định lần này của khổng tước đại đế bệ hạ cảm thấy rất khó hiểu khổng tước đại đế bệ hạ tại sao lại tín nhiệm chân đan vương kia như thế dùng nội tình đan đạo của khổng tước thánh sơn đối kháng với đan hỏa thành cơ hồ là không có bất kỳ phần thắng người hơi có chút lý trí cũng biết đan hỏa thành ở lĩnh vực đan đạo đích thật là tồn tại không cách nào khiêu chiến thế nhưng mà khổng tước đại đế bệ hạ lại hết lần này tới lần khác muốn ngạnh kháng còn đem toàn bộ hy vọng ký thác ở trên người đan vương mặc dù đan vương tương lai kia thể hiện ra thiên phú đan đạo rất mạnh cũng thực để cho mọi người cảm thấy khiếp sợ nhưng mà chỉ bằng vào những thiên phú này thật sự có thể dung chuyển địa vị bá chủ mấy ngàn năm của đan hỏa thành sao. Mặc dù là vân trung minh hoàng, trong nội tâm cũng không nắm chắc. Có nhiều lần, tứ đại hoàng giả hướng khổng tước đại đế uyển chuyển đưa ra nghi vấn, nhưng khổng tước đại đế đều cười mà không trả lời. Trấn tuế minh hoàng càng là nhanh mồm nhanh miệng, bệ hạ, tuy chân đan vương này thiên phú siêu tuyệt, nhưng mà thuộc hạ cảm thấy, lai lịch kẻ này không rõ, vạn nhất là nội gián do đan hỏa thành bố trí, vậy khổng tước thánh sơn chúng ta sẽ phiền toái lớn rồi. Cái này không đơn thuần là chấn tuế minh hoàng nghi hoặc, cũng là mấy hoàng giả khác mê hoặc, kể cả vân trung minh hoàng đối với khổng tước đại đế trung thành và tận tâm nhất, lần này trong lòng cũng có chút không rõ. Dù sao, ước chiến với đan hỏa thành, chẳng khác gì là đem mâu thuẫn công khai hóa. Tuy lưu ly vương thành cùng đan hỏa thành tầm đó, tất sẽ có một trận chiến. Thế nhưng mà, đến đột nhiên như vậy, dùng loại phương thức này xuất hiện, mọi người một thời ba khác hiển nhiên đều không có làm tốt tâm lý chuẩn bị. Thế nhưng mà, lần này tựa hồ khổng tước đại đế rất quyết tâm khư khư cố chấp không quản bọn hắn khuyên bảo như thế nào uyển chuyển cũng tốt trắng ra cũng tốt cũng không cách nào giao động quyết tâm của khổng tước đại đế thậm chí mấy đại đế khác của lưu ly vương thành cũng có không ít đến khổng tước thánh sơn mịt mờ nhắc nhở khổng tước đại đế cùng đan hỏa thành chiến một trận ảnh hưởng sâu xa phải chăng có tất yếu thái độ của khổng tước đại đế chỉ có một cái kia chính là chiến thái độ này vô cùng kiên quyết bất luận kẻ nào cũng không thể cải biến Mọi người thấy khổng tước đại đế kiên định như thế, cũng biết sự tình không thể sửa đổi. Ngược lại Giang Trần là người trong cuộc, sau khi trở về chỗ ở, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Đối với ngoại giới thị thị phi phi, mắt điếc tai ngơ. Hắn cũng biết, đan hỏa thành là nguyện nhất định phải có vạn thọ đan, lần này phái ra tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Chỉ là, ở lĩnh vực đan đạo, Giang Trần thật đúng là chưa sợ qua ai, cũng không cảm thấy thần uyên đại lục có ai có thể để hắn e ngại ở đan đạo. Nhất là ở lĩnh vực vạn thọ đan, Giang Trần căn bản không coi đan hỏa thành là chuyện quan trọng. Đừng nói đan vương, cho dù là đan đế đến, Giang Trần cũng hành hạ không lầm. Các loại tin tức nho nhỏ từ lưu ly vương thành cũng không ngừng lưu truyền tới. Về thân thế của Trần đan vương cũng xuất hiện vô số loại phiên bản. Có người nói, khi còn bé Trần đan vương này từng được dị nhân truyền thụ, thiên phú đan đạo đã vượt qua cảnh giới đan vương. Cũng có người nói, Trần đan vương này có khả năng là lực lượng đối địch phái tới nằm vùng, cố ý đến đảo loạn thế cục của Lưu Ly Vương Thành. Đương nhiên, cũng có người nói, kỳ thật chân đan vương này chỉ là lừa đảo lừa đời lấy tiếng. Lần này không tước Thánh Sơn tin tưởng chân đan vương như thế, chỉ sợ sẽ thiệt thòi lớn. Nói ngắn lại, các loại thuyết pháp đều có, nhất là thuyết pháp nằm vùng này, ở dưới người có ý thổi gió, càng là truyền có mũi có mắt. Ngoài dự đoán của mọi người, không tước đại đế lại không có áp dụng bất luận biện pháp gì đi ngăn cản những lời đồn này. Trong lúc nhất thời, lưu ly vương thành mưa to gió lớn các loại thuyết pháp đều có bàn long phiệt chủ cùng vi ra ở dưới khổng tước đại đế dặn dò cũng không có tỏ vẻ gì càng không có làm ra cử động gì phảng phất bọn hắn đối với trận chiến sắp đến căn bản thờ ơ nên làm cái gì thì vẫn làm cái đó hoàn toàn không có cảm giác gấp gáp về phần giang trần dứt khoát bế tử quan đối với ngoại giới chẳng quan tâm hiện tại mục tiêu của hắn chỉ có một chính là toàn lực trùng kích thánh cảnh lục trọng lần trước đạt được hai viên thánh tiếu đan để cho giang trần thấy được hy vọng trùng kích thiên thánh cảnh chỉ cần đột phá đến thánh cảnh lục trọng một viên thánh tiếu đan liền có thể để cho hắn một lần hành động trùng kích thánh cảnh thất trọng đã có phần động lực này nhiệt tình của giang trần cũng đủ rất nhiều ở dưới vô số thánh anh đan trồng chất tiến triển tu luyện của giang trần cũng cực nhanh hơn nữa hấp thu luyện hóa long tinh trên đường đi thông thánh cảnh lục trọng của giang trần cũng là một bước một cái dấu chân rất nhanh hướng mục tiêu tới gần truyền nhân cấp bậc đại đế còn chưa thấy qua, nhưng mà đệ tử những đại phiệt kia trên cơ bản đều có thể vượt chân truyền đệ tử của nhất phẩm tông môn. Nếu muốn dừng chân ở Lưu Ly Vương Thành, thực lực quá thấp, thật đúng là không được. Chỉ cần tấn chức thiên thánh cảnh, bất kể là thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, hay nửa bước hoàng cảnh, ta đều có thể đuổi giết thành cặn bã. Vượt cấp chiến đấu, đối với Giang Trần hôm nay mà nói, đã là một bữa ăn sáng. Bất quá, từ khi biết đến tin tức vạn huyên đảo, động lực tu luyện của Giang Trần rõ ràng tăng lên rất nhiều. chương 1388, đồn đoán 2. Hắn cũng biết, Thượng Bát vực tuyệt đối không phải đỉnh phong của thần uyên đại lục, cũng không phải thực lực võ đạo đỉnh cao của thần uyên đại lục. Nghĩ đến thân thế của Hoàng Nhi, nghĩ đến phụ thân ở Thượng Bát Phực đến nay không có tin tức, nghĩ đến đàn cản cung phá thành mảnh nhỏ, trùng kiến xa xa không hẹn, nghĩ đến thiên đế phụ thân kiếp trước sinh tử chưa biết. Mỗi một lần, Giang Trần nghĩ tới những chuyện này, trong nội tâm đều có một loại đau nhức, khiến cho hắn không cách nào dừng lại khiến cho hắn ở trong giấc mộng cũng không dám lười biếng thời gian một ngày một ngày đi qua thẳng đến trước ba ngày ước chiến giang trần mới chấm dứt bế quan lần này bế quan mặc dù không có đột phá thánh cảnh lục trọng nhưng lại làm cho giang trần ở trên đường trùng kích thánh cảnh lục trọng để xuống trụ cột kiên cố đan hỏa thành giang trần sửa sang lại suy nghĩ trong đầu cũng lướt qua một ít tin tức về đan hỏa thành tham lam Vô sỉ, nếu như một thế lực dán lên những nhãn hiệu này, nhất định không phải thế lực đường đường chính chính gì. Không biết Mộc Cao Kỳ cùng Vân Niết Trưởng lão rơi vào trong tay nhà nào của Đan Hỏa Thành. Kỳ thật trong lòng Giang Trần vẫn có chút lo lắng, thấy Đan Hỏa Thành vô sỉ như vậy, rõ ràng không phải đồ đạc của bọn hắn, lại có thể nói lớn không ngược, quy vạn thọ Đan Thành của mình. Chỉ từ điểm này, Đan Hỏa Thành kia tuyệt đối không phải loại tốt. Đương nhiên Giang Trần sẽ không dùng loại logic, tốt xấu, đơn giản kia đi đối đãi một thế lực, Bất quá, bất kể là tốt hay xấu, muốn ngầm chiếm đồ đạc của hắn, cái kia liền không được. Tính tình của Giang Trần là như vậy, nếu như mình nguyện ý cho người ta, thì dù là vật rất chân quý, hắn cũng sẽ không nhăn mày. Nếu như hắn không có chủ động cho, người khác lại muốn cường lấy, thậm chí là dùng phương thức chiếm đến đoạt, như vậy đối với Giang Trần mà nói, coi như là thứ không đáng giá, hắn cũng không vui. Nói thật ra, vạn thọ đan đối với Giang Trần mà nói, chỉ là một mảnh vụn trong vô số trí nhớ, đan phương trong đầu hắn, có vô số chân quý hơn vạn thọ đan. Thế nhưng mà, đan phương vạn thọ đan này, liên quan đến nguyên tắc của Giang Trần hắn. Cho dù là thế lực đan dược mạnh nhất thượng bát vực, vậy cũng không được. Muốn không minh bạch chiếm hữu đồ đạc của hắn, Giang Trần tuyệt không đáp ứng. Ở trong khoảng thời gian Giang Trần bế quan này, người của khổng tước Thánh Sơn, một mực không có tới quấy rầy hắn. Bất quá, hắn vừa xuất quan, cơ tam công tử liền tới rồi. Đại biểu bàn long phiệt chủ đến, huynh đệ, phiệt chủ nói, sắp tới ước chiến, hiện tại không khí toàn bộ lưu ly vương thành rất cổ quái. Lão nhân ra ông ta cảm thấy, lúc này ngươi nên đi chỗ khổng tước đại đế, để tăng sĩ khi A. À. Cơ tam công tử ngược lại là tràn ngập tin tưởng đối với Giang Trần. Ta nói tầm nhìn những người kia thật là hạn hẹp, bọn hắn nào biết tiềm lực cùng thiên phú của huynh đệ ngươi. Đan hỏa thành, ta xem bọn hắn sách giày cho huynh đệ ngươi cũng không xứng. Lời nói này của cơ tam công tử, Muốn bao nhiêu mù quáng có bấy nhiêu mù quáng, thuần túy là giận thay huynh đệ. Giang Trần cười cười, thản nhiên nhận lấy, cười nói: "Cơ huynh, ngươi nói lời này xem như nói đúng, đan hỏa thành, bọn hắn muốn sách giày cho ta, ta thật đúng là không muốn." Tuy Giang Trần dùng chỉ là lời nói đùa, nhưng lời này không thể nghi ngờ là nội tâm của Giang Trần. Tiếp trước, muốn sách giày cho Giang Trần, cường giả thiên vị đếm không hết. Cường giả thần cấp, số lượng cũng không ít, thế nhưng mà có thể nhập pháp nhãn của Giang Trần lại giải rác không có mấy hôm nay mặc dù giang trần không có hiển hách như kiếp trước nhưng lại bảo lưu trí nhớ kiếp trước tầm mắt đồng dạng rất cao dùng tác phong của đan hỏa thành giang trần thật đúng là chẳng thèm ngó tới cơ tam công tử thấy giang trần theo cột bò lên không khỏi xấu hổ mà cười ngược lại hỏi huynh đệ bên bệ hạ kia ngươi nên đi thoáng một phát dù sao trận chiến này bệ hạ rất ủng hộ ngươi ngươi cũng nên cho bệ hạ ăn một viên thuốc an thần Giang Trần cười cười, ta suy đoán, cái này nhất định không phải ý của bệ hạ A. Làm sao người biết, cơ tam công tử xứng sờ, hoàn toàn chính xác, việc này, hắn là được bàn long phiệt chủ ủy thác, đến du thuyết Giang Trần. Ở bàn long phiệt chủ xem ra, trận chiến này tất cả mọi người nhìn không tốt, đối với khổng tước Thánh Sơn mà nói, đích thật là một lần khiêu chiến áp lực rất lớn. Mặc kệ chiến cuộc cuối cùng sẽ như thế nào, bàn long phiệt chủ cảm thấy, Giang Trần cũng nên đi chỗ khổng tước đại đế báo cáo, ít nhất trao đổi sự tình đổ chiến thoáng một phát. Thế nhưng mà, Giang Trần lại ẩn ẩn cùng khổng tước đại đế tâm hữu linh tê. Giang Trần suy đoán, sở dĩ khổng tước đại đế ủng hộ mình suốt chiến đan hỏa thành, mặc dù cũng có thành phần vạn thọ đan, nhưng loại thành phần này sẽ không quá nhiều. Càng nhiều nữa là, khổng tước đại đế muốn mượn cơ hội này, khảo sát Giang Trần hắn, đồng thời cũng khảo sát chư thiên tuệ nhãn của hắn, đến cùng đáng tin cậy hay không. Lúc trước cùng khổng tước đại đế trường đàm một phen, giang trần hiểu rõ khổng tước đại đế kỳ thật đã vượt qua rất nhiều người đứng ở độ cao của khổng tước đại đế một loại đan phương một cọc sinh ý hiển nhiên không đủ để cho khổng tước đại đế đại động can qua như thế nói lần này khổng tước đại đế không tiếc trở mặt với đan hỏa thành là vì vạn thọ đan còn không bằng nói khổng tước đại đế là vì khảo hạch giang trần hắn vì để cho hắn trổ hết tài năng đối mặt tâm ý của khổng tước đại đế giang trần tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt từ góc độ tư nhân giang trần đối với cách làm người cùng khí độ của khổng tước đại đế là phi thường bội phục huống chi trận chiến này không chỉ liên quan đến ân oán giữa lưu ly vương thành cùng đan hỏa thành càng liên quan đến tiền đồ cùng vận mệnh cá nhân của giang trần hắn cho nên trận chiến này giang trần căn bản không muốn tránh lui vạn thọ đan là của giang trần hắn hắn không có cho đan hỏa thành đan hỏa thành là tuyệt đối chiếm không đi muốn chiếm lấy phải hỏi giang trần hắn có đáp ứng hay không cái đã ở trong bí cảnh của khổng tước thánh sơn Giang Trần lần nữa gặp được Khổng Tước Đại Đế. Mặc dù cách trận chiến đỉnh phong kia chỉ còn lại 3 ngày thời gian, nhưng ở trên mặt Khổng Tước Đại Đế hoàn toàn nhìn không tới cảm giác gấp gáp chút nào. Phảng Phất đã đến cảnh giới như Khổng Tước Đại Đế, đã không có chuyện gì có thể làm cho tâm tình của hắn thay đổi rồi. Dù trận chiến này quan hệ trọng đại, quan hệ đến xu thế cùng số mệnh của toàn bộ Lưu Ly Vương Thành trong ngàn năm tới. Giang Trần, hiện tại toàn bộ Lưu Ly Vương Thành, chỉ sợ chỉ có ta và ngươi mới chính thức làm được tâm như mặt nước phẳng lặng a. Không Tước đại đế như có thâm ý liếc nhìn Giang Trần, cười nói: "Chẳng lẽ bệ hạ không lo lắng chút nào sao?" Giang Trần nháy con mắt thoáng một phát, cười hỏi: "Ta có cái gì phải lo lắng chứ?" Không Tước đại đế hỏi lại: